được sống lâu đừng có bệnh hoạn, hãy cho được thành tựu đầy đủ hay với mình cho được sự yên vui. Tất cả chúng sanh đến khổ rồi, xin đừng cho có khổ. Đến sự kinh sợ rồi, xin đừng cho kinh sợ. Đến sự thương tiếc rồi, xin đừng cho thương tiếc. Nam mô Bích Tha Giá, con thành kính lễ lễ thượng tọa Quán Không cùng chư Trân Đức vừa Quan Năm vào đạo tràng. Nhật Quỳnh kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính chào quý anh chị em đạo hữu người giao đạo tràng. Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh tác bạch để thọ trì quy giới. U ca sam văn văn tê vi sam vi sam rakhana tha ya ti sa ra ne na sa ha ban ja se ra ni ya cha ma. Bạch hóa đại đức tăng, chúng con xin thọ trì tam quy và ngu giới nơi tam bảo đề vân dự hành theo cho được sự lợi ích. Đô tì giảm bì ma văn phành tê vi sâm ra khá na thà dạ tì sá ra nê na sá ha banh chà sĩ ra ni ya cha ma. Bạch hoa đại đức tăng, chúng con xin thọ trì tam quy và ngu giới nơi tam bảo đề vân giữ hành theo cho được sự lợi ích lần thiền. Tạp tỳ giảm bi ma văn phành tê vi sâm ra kha na tha dạ ti sa na nê na sa ha ban cha sĩ la di ya cha ma. Bạch hoa đại đức tăng, chúng con xin thọ trì tam quy và ngu giới nơi tam bảo đề vân giữ hành theo cho được sự lợi ích lần thứ ba. Và đạo tràng con đang trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh ngài Chí Đức Từ Bi Hoan Hỷ Đăng Đàn thay mặt chư tôn đức tăng truyền trao tâm quy ngũ danh hàng Phật tử của chúng con và sa thú lành thai, con kính dâng mít đến ngài ạ. Nam mô Bụt Thầy Dạ, Nam mô Thầm Mai Dạ, Nam mô Sân Khai Dạ. Kính lễ thượng tọa Quán Không, kính lễ chư tôn tiền đức tăng, xin chào quý cô tu nữ, xin chào chư thiện nam tín nữ. Xin được thay mặt chư tăng truyền tâm quy và ngũ giới đến đạo tràng pháp hội. Bụt đăng sa đăng ga chi ha mi, con đem hết lòng thành kính xin quý Phật. Đăng mong sa đăng ga chi ha mi, con đem hết lòng thành kính xin quý Pháp. Sang căng sa năng ga cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quý tăng. Đô ti yam bồ đăng sa năng ga cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quý Phật lần thứ nhì. Đô ti yam bị đắm măng sa năng ga cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quý Pháp lần thứ nhì. Đô ti yam bị sang căng sa năng ga cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quý tăng lần thứ nhì. Ta ti yam vi bút đăng sa năng ga cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quý Phật lần thứ ba. Ta ti yam vi đắm măng sa năng ga cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quý Pháp lần thứ ba. Ta ti yam vi sang khang sa năng ga cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quý tăng lần thứ ba. Bụt đăng sa ra năng ga cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quý Phật. Thọm măng sa ra năng ga cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quý Phật. Sẵn ca hăng sa ra năng ga cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quý tăng. Đức Tỳ Giam Bi Bích Đà Hằng Sa Ra Năng Ga Cha Mi, con đem hết lòng thành kính xin quý Phật lần thứ nhì. Đức Tỳ Giam Bi Đà Măng Sa Ra Năng Ga Cha Mi, con đem hết lòng thành kính xin quý Phật lần thứ nhì. Đức Tỳ Giam Bi Sẵn Khang Sa Ra Năng Ga Cha Mi, con đem hết lòng thành kính xin quý tăng lần thứ nhì.
Tapi giảm bi bất đẳng saranam gacchami, con đem hết đồng thành kính xin quy Phật lần thứ ba. Tati giảm bi tham măng saranam gacchami, con đem hết đồng thành kính xin quy Phật lần thứ ba. Tati giảm bi sẵn khăn saranam gacchami, con đem hết đồng thành kính xin quy Tăng lần thứ ba. Ti Saranakkhadang Nithitang, phát huy tam bảo tròn đủ chỉ có bấy nhiêu. Amaphante, và chúng con xin vâng. Na Thi Ba Ta Về Ramani Sakavatthana Samadhiyami, con xin qua những điều học là quy tránh xa sự sát sanh. Adinadana Veramani Sakavatthana Samadhiyami, con xin điều học là quy tránh xa sự trộm cắp. Kame Sumicchacara Veramani Sakavatthana Samadhiyami, con xin với những điều học là quy tránh xa sự tà hạnh. Mục sa wa đam về ra mà đi khóc rằng sa ma đi giao mi, con xin với những điều học là quy tránh xa sự nói dối. Sư ra mê ra ya ma cha pa ma đất hà nam về ra mà đi khóc rằng sa ma đi giao mi, con xin với những điều học là quy tránh xa sự uống rượu và các chất say. Mana ti ba ta về ra mani sức khả ba đăng samadhiya mi, con xin vâng dự điều học là cố ý tránh xa sự sạc sanh. Adinna dana về ra mani sức khả ba đăng samadhiya mi, con xin vâng dự điều học là cố ý tránh xa sự trộm cắp. Kame Sumicchacara Veramani Sikkhapadang Samadhiyami, con xin vâng dự điều học là cố ý tránh xa sự tà hành. Mẫu sa wa da Veramani Sikkhapadang Samadhiyami, con xin vâng dự điều học là cố ý tránh xa sự nói dối. Surame Rayamachapamadathana Vairamani Sikkhapadang Samadhiyami, con xin vâng dự điều học là cố ý tránh xa sự dễ vui uống rượu và các chất say. Imani Bancha Sikkhapadani Sadhukang Katuang Mamade Nichakalang Samarak Kỳ Tam Băng. Chư Phật tử, sau khi thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo rồi, phải ráng mang giữ hành theo cho được trong sạch, đừng có dễ vui. Amaphante, và chúng con xin vâng. Sile na sugatin yonti, sile na pokasam badan, sile na niputin yonti tasman, silang wiso tha ye. Các dấu chân đã sanh về qua trời cũng nhờ dự giới được giàu sang, cũng nhờ dự giới được giải thoát nhập niết bàn, cũng nhờ dự giới. Bởi các cái cho nên chư Phật tử phải ráng thọ trì giới luật cho được trong sạch, đừng để lầm nhơ. Sa thu lành thai Uttamange na vande hang ba da phang sum wa ro tamang bo thai yo khali tao do sa bo thao tama tu tang ma mang, con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần nghĩa chân Đức Phật
Là đặng chi tôn chỉ thanh các tội lỗi mà con đã vô ý phạm nên Phật bảo, cuối xin Phật bảo sát tội lỗi ấy cho con. Ước ta mang ghê là quanh đê hăng thẩm manh cho được vị thăng hòa răng. Thẩm mê vô khá li tô đổ sâu thẩm mơ khá mặt tù tăng mà măng. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm nên pháp bảo, cúi xin pháp bảo sát tội lỗi ấy cho con. Ua ta măng ghê na quanh đê hăng săn khanh cha đu vi tho ta măng săn khê vô kha đi tâu đô sơ săn khô kha ma tu tăng ma măng. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là phạm tăng và thánh tăng. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm nên tăng bảo, cúi xin tăng bảo sát tội lỗi ấy cho con. So thalato sức thổ bruno ho bồ tát sa sa ne a ro vô sức thổ ho vi sa sa pe nhà thi quý sa an thalata sức thổ bruno ho bồ tát sa sa ne a ro ga sức thổ ho vi sa sa pe nhà thi quý te an thalata Sukhita Purunaha Putta Sasane Aroga Sukhita Ho Thasaha Sabbe Hệ nhà tị viên cầu xin cho các thiên tín được sự lợi ích, được sự an vui, được sự tấn hoa trong được Phật đạo. Cầu xin cho các thiên tín khỏi bình hoàng, được an vui cho mình và những người trong gia quyến cả thảy. Xa thu lành thay, phước lành con đã tạo ra, các đời quá khứ hay là đời nay, nghiệp chưa cho quả phước nào, a nguyện thành pháp độ để vào thiện căn. Sau này dù tạo mấy lần, từ đây cho đến siêu thăng niết bàn, hãy làm chuyện tốt sẵn sàng, mọi điều hạnh phúc thành đoàn nhân duyên, giúp cho phiền não sớm yên, trợ mau giải thoát cây liền kiếm sao, nếu trễ chẳng gặp Phật nào, nhầm kỳ độc giác làm sao cũng thành. Nguyện cầu tam bảo từ hằng độ, nguyện thoát ba tai nước lửa binh, nguyện thấy chúng sanh khờ an kết, nguyện cho nhân loại đáng tu hành, nguyện dình tam học và định tuệ, nguyện đoạn tham sân si độc sanh, nguyện giải căn nhân sanh tử khổ, nguyện diệt tâm tham hào lợi danh, nguyện tu tinh tấn không giải đại, nguyện sao đào quả sớm viên thành. Dạng kinh chi cu sa la cầm măng ca tạp băng ki đi dăng ma ma ca dê na qua cha ma na sa thi đa sê sư a tăng ca tăng dê sa ta san nhị nơ a thị dê cha sa ta san nhị nơ ca tăng bữa pha lăng mây hăng sa bê pha dê pha quan tự tệ dê tăng ca tăng sư đi tăng định năng vừa nhà pha lăng mây ya dê ca ta tha na cha nan thì đê qua cạnh to như dê đa dũng sa bê lô cầm hi dê sa ta chi quan ta ha ra hê tu ca ma muôn năng khô cha năng sa bê na pha anh tu ma ma chê ta sa ti. Hứa căn con đã tạo thành, do thân khẩu ý tu hành gieo nên, điều là phước báo vững bền, có thể tiếp chúng độ lên thiên đàng, cung trời đạo lợi thọ nhàn, chúng sanh hữu tưởng nhân gian ta bà, chư thiên phạm thiên cùng là, bằng trời vô tượng được mà hưởng an. Hứa con hồi hướng dân ba nga, chúng sanh hay biết hoàn toàn lãnh thâu, bằng ai chưa rõ lời cầu, xin cùng thiên trung đến hầu mạch ngay, có người làm phước được xài, lại đem hồi hướng hiện nay khắp cùng. Chúng sanh hoan hỷ lãnh chung, hưởng được phước quý dung thanh nhàn, chúng sanh thế giới ca hàng, bởi nhờ thọ thực sanh an mạng trường.
xin thâu phước báo cung dường hóa thành thực phẩm mùi hương thọa lòng. Nam mô Bích Hai Giá, chúng con thành kính lãnh lễ tri ân ngài Tri Đức đã từ bi hoan hỷ thay mặt chư tôn đức tăng truyền trao tam quy ngũ danh hàng Phật tử của chúng con. Một lần nữa chúng con thành kính lãnh lễ tri ân ngài. Chúng con cũng thành kính lãnh lễ tri ân ngài Liễu Tông Thượng Tọa Quán Khâm cùng chư tôn đức đã quan lâm vào đạo tràng chứng minh cho chúng con được thọ trì quy giới. Nhược Bình kính cảm ơn đạo tràng cùng với Nhược Bình lễ bái tam bảo và thọ trì quy giới. Do phước mà chúng con đã trong sạch tạo được ra, kính dâng đến tất cả chư thiên, nhất là chư thiên hộ trì chánh pháp, còn mong quý ngài hoan hỷ tùy hỷ độ giáo pháp Đức Phật Gotama được bền vững lâu dài. Chúng con cũng kính dâng quả phước này đến với chư Nhược Bình, xin chia phước này đến đạo tràng pháp hội, mong rằng phước này trợ duyên quý ngài quý vị an vui tiến hóa trong giáo pháp của Đức Từ Phụ Gotama. Nam mô Bích Hai Giá, cũng do quả phước này trợ duyên chúng con phát sanh trí tuệ để chúng con tu tiến sớm đạt đạo quả giải thoát. Nam mô Bích Hai Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ ngài Liễu Tông cùng chư tôn đức vừa quan lâm vào đạo tràng. Nhược Bình kính lễ quý bà quý cô tu nữ. Nhược Bình kính chào anh chị Phan Văn Liêm. Mến chào Sích Duyên, kính chào. Kính chào tam giới vô an. Mến chào Sích Hoàng Thành, kính chào anh Hiển. Mến chào Sích Thiện Vũ, mến chào Giang Nhật Hà. Và mến chào tất cả đạo tràng, quý vị vừa quan năm giao đạo tràng. Và Nam Mô Bích Hai Giá. Và bây giờ thì cũng vừa đến giờ thỉnh Pháp Sư. Nhật Bình kính mời quý vị cùng với Nhật Bình lắng tâm thanh tịnh cũng thỉnh Pháp Sư trước khi đạo tràng chúng ta được ngài Liễu Tông giảng giải những câu hỏi trong đạo tràng. Và một tuần lễ chỉ có một ngày, ngày hôm nay thôi quý vị. Quý vị cố gắng đưa những câu hỏi bằng tay hoặc bằng câu chích chát thì Nhật Bình sẽ đọc. Và nếu có vị nào có thể làm thị giả cho ngài thì Nhật Bình cũng kính mời bằng tay quý vị. Và Nhật Bình rất là mong được nghe cũng như thấy những câu hỏi của quý vị để cho Nhật Bình được học hỏi thêm trong giáo pháp của Đức Từ Phụ. Và bây giờ thì Nhật Bình kính mời quý vị cùng với Nhật Bình thỉnh Pháp Sư. Nam mô Bích Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sân Kha Giá. Nam mô Ta Sa Phagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Ta Sa Phagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Ta Sa Phagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Ram ma cha lo ka thi bát tê sa ham bát tê ka tan cha lê an thi wa rang a ya cha tha san tê ta sa tap ba ra chap kha cha ti ka đệ sê tu tham mang an u cam bi mang ba chang sa tham ma phê rê mi na yan cha ka yan sơ tan cha bang thang a phi tham ma cham mang A cơ ta danh tơ ta tư sát cha đăng đăng bập bơ tha nay dê bà rì sa và mạch trên. Phạm thiên vẫn ngầm ngồi khẩn khoản Phật nhận lời nhưng chẳng gì hơi quyết lòng mở đạo dạy đời nhắm vương lộc gia ngài dời chân sang. Thuyết pháp đổ các hàng đệ tử có năm thầy thinh dự pháp từ. Đó là Nhôm Kiều Trận Như được nếm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giao pháp 45 hạ giáp vẹn toàn. Một lòng chăm thối không mòn những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ăn vô cập đám mưa lành rưỡi khắp thế gian. Bởi nhân cơ tính rõ ràng thịnh ngài thuyết pháp nơi đàn tự bi. Chúng sanh ngồi khắp chúng đi tối mê cầu được
Tây Tây Vẹn Toàn. Nam Mô Bích Tha Giá. Dạ, trong quá trình con để bái tam bảo thọ trì quy giới bậc thịnh pháp sư, con có điều kiện sở sức, con kính mong quý ngài và đạo tràng hãy hoan hỷ cho con. Con cũng thành tâm sám hối với tam bảo. Con biết hôm nay con bị phân tâm rất là nhiều, nên con có nhiều cái sơ sức. Con cùng thỉnh quý ngài và đạo tràng hoan hỷ cho con. Dạ, bây giờ thì con xin thay mặt đạo tràng thành kính cung thỉnh ngài Liễu Tông từ bi hoan hỷ đăng đàn để thử âm thanh ạ. Dạ, con kính nhân mít đến ngài ạ. Nam mô Tát sa Pa Va To A Ra Ha To Sam Ma Sam Bu Tát sa. Nam mô Tát sa Pa Ga Va To A Ra Ha To Sam Ma Sam Bu Tát sa. Nam mô Tát sa Pa Ga Va To A Ra Ha To Sam Ma Sam Bu Tát sa. Nam mô Bích Thầy Giá Kính Bạch Chư Tôn Hiền Giả Kính Thưa Chư Tăng Sư Nam Phật Sư Nữ trong đạo tràng hy vọng quý vị nghe tiếng chúng tôi rõ. Nam mô Bích Thầy Giá. Dạ, Nam Mô Bích Tha Giá. Dạ, con nghe âm thanh ngài rõ và con thấy trong đầu tràng cũng cho biết ta nghe được âm của ngài rõ. Dạ, cảm ơn chị Meta. Dạ, bây giờ thì Nhật Quỳnh kính mời bằng tay cũng nhờ mời những câu chích chát của quý vị ạ. Dạ, âm ngài rất là tốt. Dạ, kính mời đầu tràng có thể đưa những bằng tay hoặc là có thể chích chát những câu hỏi ạ. Dạ, con chưa thấy câu hỏi mà cũng chưa thấy bàn tay. Dạ, con xin phép được hỏi trước một câu ạ. Dạ, Nhật Bình hỏi trước một câu, Nhật Bình kính mời quý vị nha. Dạ, bạch ngài, con nghe đi nghe lại mà không biết cái nơi nào là đúng, nên con xin hỏi ngài, ngài giải thích cho con được hiểu. Trong kinh điển Pali là có cái đoạn nào để Đức Thế Tôn dạy mà chúng con phóng sanh hay không? Tại vì thật sự là con thấy cái điều không biết là có hay không, nhưng mà thấy cái điều phóng sanh cũng một điều rất là hoan hỷ. Nhưng mà trong cái hoan hỷ đó, đó thì nó cũng có cái những cái bất cập. Ví dụ như mình đi ra ngoài chợ, mình đi đâu đó thì mình gặp cái con vật gì đó để mà mình thấy người ta sắp đem ra để làm thịt hoặc để bán cho người khác làm thịt thì mình mua, mình phóng sanh. Nhưng mà có khi thì do cái đắc ý mình thích phóng sanh nên có nhiều nơi gom góp tiền lợi rồi đi đến cái chỗ mà nuôi cá giống. Như con ở Biên Hòa thì ra ngoài Tân Vạn, ở ngoài đó có nhiều chỗ mà nuôi cá giống lắm, thì mua cá giống để mà phóng sanh. Thì câu hỏi của con là bạch ngài, trong kinh điển Pali có chỗ nào dạy mình phải phóng sanh, và nếu có thì dạy mình phóng sanh bằng cách nào để cho nó hợp lý bạch ngài. Và con kính nhân mít đến ngài. Nam mô Bích Tha Giá. Nam mô Bích Tha Giá. Kính bạch Chư Tôn Hiền Giả, kính thưa cho quý vị, trực tiếp thì không có là lý do vào thời Đức Phật 45 năm hoằng pháp của ngài á, không có cái thứ mà tào lao giống như chúng ta để nghe chương trình điện một ngày cấm ấy. Các bậc đó người ta nghe xong người ta đắc đạo, người ta thành bậc thánh hết, thành ra những chuyện đó không có. Nhưng mà khi Đức Phật truyền ra những cái ấy, cái điều kiện về ngũ giới rồi đó, ví dụ như không được sát sanh, trộm cắp, tà dâm, thì những cái đó đó sau này chú giải nói thêm để cho chúng ta biết có những cái nào nó liên quan tới không sát sanh, có những cái nào liên quan tới trộm cắp này kia, thì từ đó đó nó mới có cái thông lệ là
nghĩa là phóng sanh. À, nhưng mà nên nhớ đó, tại vì nó không có được trực tiếp, ngay cái phóng sanh cũng trực tiếp, thành ra đa số những cái người đi làm cái việc đó đều làm sai, chứ ít có người nào làm đúng. À, mình đi tới chỗ người ta nuôi rồi cái mình mua mình đi phóng sanh, cái đó không phải là phóng sanh, cái đó là chỉ trả tự do cho nó mà thôi. À, mà cái đám người đó thì họ không có giống như mình, nên nhớ chuyện đó. Họ sẽ tạo ra một số cái điều kiện, thì những cái con đó mà được thả ra thì nó lại bay về chỗ cũ. Thành ra mình cứ tới đó mình mua, cái mình trả tự do cho nó, cái nó trở chỗ cũ cho người ta bắt. Thì cứ vậy hoài, thành ra cái chuyện đó nó không có, nghĩa là nó có phước, nhưng mà nó phước nó không có nhiều bằng sự phóng sanh. Phóng sanh là khi nào mình có dịp mình đi tới cái chỗ đó mà nó lôi ra, nó sắp cắt cổ đó, mà mình bỏ tiền mua để đem thả, thì cái đó mới là phóng sanh. Còn bây giờ mình mua hay không mua, nó vẫn sống được thì làm sao gọi là phóng sanh được, thấy không? Đó, cái đó chỉ trả tự do thôi, không có việc làm thì cứ trả vậy cũng được. Gì biết ở đây vậy đâu, ở đây có ai đi dám ra ra chợ để mua cái vật giống để phóng sanh đâu. Ra mấy chỗ nuôi bồ câu nuôi gì mà trời trời trời, nói theo tiếng Mỹ mua về để thả tự do, thả xong rồi nó trở về chỗ cũ liền. Tại nó nuôi dần những cái loại thức ăn con đó, nó không có đi xa được, nó đi phải về chỗ đó để nó tìm lại những cái thức ăn cũ của nó. Và nó muốn phóng sanh phải làm cho đúng mức thì nó mới đủ một số cái điều kiện đó. Chứ còn nếu mà mình không ấy, ví dụ như bây giờ mình vô nhà hàng phía trước con đẻ mình, không ít có người mà vô, ngoại trừ những người ta không có biết đạo, hay là những người ở những cái đạo khác, người ta mới vô người ta chỉ, người ta đi mua sách ra để nó làm thịt cho ăn liền tại chỗ thôi. Chứ còn đa số cái cần xin ăn quần sử thì không có làm việc đó. Mà dầu bây giờ mình không mua nó cũng đâu chết, mỗi ngày nó bán đâu có mấy con đâu. Đó, thành ra phải tìm cái nhân, cái chúng sanh nào mà nó sắp, nghĩa là mình nếu mình không có thả tự do nó lúc đó là nó phải chết, thì mình cái đó mình mua mình thả nó gọi là phóng sanh. À, nó làm cho nó đúng, nó đủ chi thì cái phước nó mới nhiều. Chứ còn mình làm mình trả tự do thì nó cũng có phước đó, nhưng mà gọi là phóng sanh thì nó không có đúng. Nam mô Bích Thầy giá. Dạ, sa thưa thầy, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân ngài đã từ bi giảng dạy câu hỏi của con. Nam mô Bích Thầy giá. Dạ, bây giờ Nhật Quỳnh kính mời bằng tay cũng mời những câu chết chát của quý vị ạ. À, dạ, Nhật Quỳnh đã hỏi một câu rồi, xin mời quý vị cho Nhật Quỳnh một câu đi để Nhật Quỳnh được nghe ngài giải thích. Dạ, kính mong đạo tràng cho một cái câu hỏi ạ. Dạ, con cũng chưa thấy bằng tay, con cũng chưa thấy câu hỏi. Dạ, con xin hỏi thêm một câu nữa. Dạ, bạch ngài, thường thì con nghe nói là khi mà mình hành pháp á, thì được pháp hộ trì. Con thật sự con chưa có hiểu cái câu này được rõ ràng. Con cũng thỉnh ngài giảng dạy cho con. À, mình hành pháp thì được pháp hộ trì như thế nào, gọi là mình hành pháp mà như thế nào thì pháp hộ trì. Dạ, con cũng thỉnh ngài giảng dạy cho con. Con kính dâng bích đến ngài. Nam mô Bồ Tát và kính bạch chư tôn và dạ kính thưa chư quý vị. Mình tạo thiện pháp thì nó trở lại nó hộ trì mình, nhưng mà không phải là mình làm xong là quả báo nhận tiền. Cái đó nói chơi cho vui, không có, rất hiếm trường hợp quả báo nhận tiền. Nên nhớ chuyện đó, phải có cái điều kiện của nó. Còn mình tạo thiện pháp thì sau này cái thiện pháp nó cho quả, tức là nó hộ trì mình gì nữa. Người nào thiện pháp nhiều đi vào chỗ nguy hiểm thì cái sự nguy hiểm nó cũng sẽ ít lại. Quý vị nên nhớ, trong cái cuộc đời của người Việt Nam mình từ năm 75 cho tới bây giờ đó, quý vị thấy không, có rất nhiều người đi vượt biên mà vẫn an toàn, dầu rằng đọt vào tay hải tặc cũng vẫn an toàn như thường. Còn có những người đó là nó chưa lọt vào tay nó đã nhận chìm rồi. Thì mình phải hiểu, mình nhiều cái phái phước á, thì nó cái phước đó, nó hộ trì mình.
trong cái câu Atta Hiyatano Na Thổ vậy, cho Atta trước là thiện pháp, Atta sau là cái thân này nè. Thiện pháp là nơi nương nhờ của chính các bạn cái thân này, tức là nó hộ trì mình cái thân này nó mới sống còn được nhờ cái phước đó. Thì mình tạo phước báo lúc nào cũng vậy, thành ra có những cái chuyện mà nó phải dựa vào một số nguyên nhân, số cái điều kiện nào đó thì cái quả mới phát sinh. Quý vị đọc trong kinh điển, quý vị thấy có người làm cái chuyện đó bị đất rút, nhưng mà không có người khác làm chuyện đó thì không bị đất rút, thấy không? Có những người giết cha là bị quả nặng, có những người giết cha bị cũng bị quả nặng nhưng mà nó không phải cho quả liền. Ví dụ vua A Xà Thế giết cha vậy đó, nhưng mà vẫn sống hết cuộc đời mình nó cho quả. Còn có những người làm cái việc của ác xong là bị liền, làm cái chuyện quả báo nhân tiền nó mới có điều kiện. Còn cái việc mình làm phước, mình muốn làm phước là cái nó quay lại nó bảo vệ mình liền. Cái phước mà nó quay lại nó bảo vệ mình là phải phước phải tứ thiện mới được. Cũng giống như nghiệp ác cũng vậy. Nghiệp ác mà cho đi cái địa ngục sâu nhất á là chỉ có 5 chuyện mà thôi. Nên mình gọi ngũ nghịch. Ngũ nghịch tội đó ha. Chứ còn mình làm gì khác à, nó đâu có cho quả liền được. Cái năng lực nó không có khả năng nó cho quả liền. Thành ra chuyện thiện pháp về ác pháp nó mới có nha. Nhiều khi mình làm cái việc đó cả 1-2 a tăng kỳ sau nó có khả năng nó cho quả, chứ không phải cho quả liền đâu. Đó là lý do tại sao người ta nhiều khi người ta làm việc thiện hay việc ác, người ta không có tin là những cái này theo nó báo mình hay những thầy theo giúp mình đó. Nên người ta mới sát sanh trộm cắp tại giam, ta nghĩ nó có quả gì đó. Hoặc là người ta không thấy trực tiếp cái quả đó. Còn hoặc là mình giữ ngũ giới là tập thiện này kim chồng mình làm hoài không thấy gì hết. Tại thật sự cái tác ý mình làm nó dù nó có mạnh đi nữa đó, quý vị nên nhớ đó, cái khả năng mà cho quả trong kiếp hiện tại nó chỉ có động tốc thứ nhất mà thôi. Cái động tốc thứ bảy cho quả kiếp sau, nhưng mà động tốc hai thứ năm nó cho quả kiếp thứ ba trở đi. Thành ra những cái nào mà mình đang nhận được lúc này, tức là vì do cái nghiệp mình làm thuộc là động tốc cách đây hơn một kiếp, nó theo kiểu nó mới cho quả. Thường thường là nó cả bao nhiêu ngàn kiếp triệu kiếp về trước nó theo cho quả thôi. Thành ra mình không nhận dạng được nó, thành ra mình cứ tưởng là mình làm thiện là nó ấy thì lại kêu sùm, rồi nghe người nào thân bốc quả báo nhận tiền đó, mình cứ theo làm theo cái đó hoài không thấy quả hết, tự nhiên chán đi rửa tội luôn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Dạ, sa thú, con thành kính lãnh lễ tri ân Ngài à, giảng dạy câu hỏi của con. Có người sợ con mời lên biểu con để cho từ từ ngồi nghe rồi mới được mời. Dạ, nhưng mà Nhật Quỳnh không mời. Người nào nhắn cho Nhật Quỳnh không mời, nhưng mà Nhật Quỳnh mời trong đạo tràng. Dạ, tất cả quý vị trong đạo tràng, vị nào hoan hỷ đưa bàn tay của mình lên, hoặc là có những câu chết chát à. Yên tâm, Nhật Quỳnh không có mời, khi mà có người yêu cầu đừng mời. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca. Một lần nữa Nhật Quỳnh kính mời bằng tay quý vị, hoặc là mời những câu chết chát ạ. Dạ, không có nghe bằng tay của không có câu chết chát. Dạ, xà thú bằng tay chiếc lá mùa xuân. Dạ, Nhật Quỳnh kính mời chiếc lá mùa xuân nha. Dạ, con xin đảnh lễ Ngài Trí Đức, con xin đảnh lễ Ngài Liễu Tông, con xin kính chào quý sư và quý cô tu nữ, con xin kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, thưa Ngài, con có một cái câu hỏi là, con nghe nói là mình làm cái sự bố thí, nhưng mà nếu mà mình làm không đúng chỗ, con ví dụ như những cái người
Ví dụ như mình nghe nói là cái chùa đó thì có những cái vị mà tu không có không có đúng, hoặc là có một người nào đó tu không đúng, hay là gì, cái mình có một cái ý nghĩ là không tốt về cái chùa đó, rồi cái mình mà người khi khi mà mình cúng dường cho cái chùa đó đó thì là mình cộng nghiệp với cái cũng như là mình bố thí không đúng chỗ như vậy, thưa sư, thì mình cộng nghiệp với cái việc làm không đúng của chùa đó, thì cái ý kiến như vậy có đúng không? Dạ thưa sư, con xin sư chỉ dạy cho con ạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, kính bạch chư Tôn Ngài, dạ kính thưa chư quý vị, mình thấy tận tay, mình thấy tận mắt, mình nghe tận tai thấy tận mắt cái chùa đó làm không đúng ha. Nếu mình biết chắc chắn là làm không đúng thì mình đừng có tới làm phước, lựa chùa khác. Còn mình không biết chắc đó, mình tới chùa mình đừng nghĩ tới ông này ông nọ vậy đó. Mình nghĩ mình cúng dường đến chư tăng, bởi vì nói tới chư tăng là không có vấn đề xấu tốt nữa. Bởi vì nếu mình hiểu cho đúng mức thì chư tăng toàn là bậc thánh nhau. Những cái người mà mình đã sắp cúng dường có thể họ chưa phải là bậc thánh, nhưng họ đang trên đường để tới bậc thánh. Tại họ tu thì họ phải cái báo mục tiêu họ là như vậy rồi nha. Còn họ dễ vui cái gì rồi chuyện cá nhân họ, mình suy nghĩ mấy chuyện đó anh chị. Mình chưa tới chùa mình nghe người này nói người kia nói, tức là cái tâm mình nó đã kiếm chuyện để mình không làm phước rồi. Chứ coi đâu cái chuyện đó đừng bao giờ coi nó quan trọng cả. Mình biết chắc thì mình đừng tới, mà mình không biết chắc cứ làm phước mà nghĩ tới phước cúng dường để tăng chúng, cho tăng chúng, chứ mình không có nghĩ tới cái chuyện là cúng dường tới ba bốn ông đó thôi, còn ông đó nghe nó không tốt thì đừng cúng. Không, đừng có nghĩ vậy. Mình đừng nghĩ tới bất cứ người nào cả, mình nghĩ tới cúng dường tới tăng chúng thì cái phước mình nó vẫn có như thường. Dù rằng có thể ổng không cái, quý vị có nghe cái chuyện mà buổi sáng đó ông sư đó, ông không phải là người tu đàng hoàng, nhưng mà ổng đại diện cái chùa tới, ổng lãnh đồ từ cái ông Phật tử mà cúng dường đó, ông đó vẫn quý mến như thường, vẫn làm đầy đủ cái bổn phận của ông. Nhưng mà ngày hôm sau ông đó tới thì ông cần ông cư sĩ nào ông không tiếp, bởi vì ông biết ông này không phải thứ thiệt. Thì có người thắc mắc thì ông nói ngày hôm qua ông tới chứ cách ông đại diện cho tăng chúng, còn bữa nay ông tới với cá nhân ông, sự đối xử tôi nó phải khác. Thì bây giờ mình đi chùa nào cũng vậy, mình nghĩ tới tuy chư tăng, đừng nghĩ tới cá nhân sư. Còn nếu mình biết cá nhân sư làm bậy rồi mà tới đó, tất nhiên là mình có làm phước thì cái phước mình nó cũng bị cái phiền não của mình nó là cho mất năng lực, chứ không phải là cái chùa đó làm cho cái phước báo mình mà mất năng lực. Nên nhớ chuyện đó, tại vì mình bố thí mà cái tâm mình vừa có thiện pháp vừa có ác pháp thì cái tới chừng nó cho quả thì nó cũng vậy, quả nó không tròn đủ. Thành ra mình đi làm gì mình phải chắc chắn, chứ còn mình chắc chắn để cái tác ý trong ba thời hay bốn thời nó là thiện pháp thì cái phước đó dù muốn dù không nó vẫn có nhiều năng lực hơn cái mà cái tâm của mình cái dịch kia thì nó mất năng lực của nó đi. Mình nhớ chuyện đó. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Dạ sa thú, con xin tri ân lời dạy của sư. Dạ con xin kính mời đạo tràng ạ. Dạ sa thú, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân ngài đã trả lời câu hỏi của chức lá mùa xuân. Dạ sa thú câu hỏi chức lá mùa xuân. Dạ bây giờ thì Nhật Minh kính mời bàn tay của Xích Hà nha. Dạ nam mô Bổn Sư Thích Ca, nam mô Thầm Ma Dạ, nam mô Sàn Thà Dạ. Dạ con kính đảnh lễ ngài Trí Đức, ngài Liễu Tâm, Chư Tôn Đức Tăng, con kính mời các cô tu nữ và con kính chào đạo tràng. Dạ thưa ngài, sẵn chiếc lá mùa xuân có hỏi về bố thí đó ngài, thì con cũng
được học cũng được nghe, nhưng mà con cũng chưa chưa chắc là có cái sự thiếu sót nào không. Thì nếu mà nói về cái bố thí đó thưa ngài, cái trước tiên đầu tiên là cái người bố thí để tránh được cái sự bỏng sẻn, cái tính bỏng sẻn mà có cho cái tính là mình cho ra chia sẻ, thì đó là cái bố thí. Rồi xong rồi con có học là cái thứ nhì là để cho mình có cái tâm từ. Cái tâm từ đây là mình san sẻ những cái gì mà mình có cho cái người đang cần tới. Rồi cái thứ ba thì cái bố thí nó giúp cho một cái vị Phật tử đó, đó hoặc là cái người tu đó mong cầu cái duyên lành, nó giống như là một cái phương tiện của cánh để đưa dẫn dắt cái người đó có thể tạo cái duyên lành cho họ có thể chứng đắc đạo quả như là mong cầu. Thì cái đó là ba cái mà con được học và được nghe, nhưng mà con không biết là nó còn cái thiếu sót cái gì ngoài cái sự bố thí đó, nó trợ giúp cái gì thôi. Nếu như mà ngài có thể giảng dạy cho con rõ thêm, tại vì con nghĩ không biết là có đủ không, cái đó là cái sự hiểu biết của con dựa trên cái sự học hỏi thôi, thì con nghĩ chắc nó cũng phải có phần thiếu sót. Dạ, con kính trao mic lại cho ngài giảng dạy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chư Tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị. Quý vị nên nhớ mỗi cái phước nó có một số cái chuyện và nó cũng giúp được một số chuyện khác. Nhưng mà mình làm phước rồi mình cứ nghĩ tới cái này cái nọ không được. Thí dụ như bây giờ đó, nó giúp cho cái tâm từ. Khi nào mình đang hành cái pháp gì này là niệm tâm từ hay rải tâm từ, thì bên cạnh đó nếu mình làm cái phước bố thí hay bất cứ cái phước gì khác, nó đều có thể giúp đỡ được cái phước mình đang làm. Chứ còn bây giờ mình chưa bao giờ mình hành cái pháp mà về tâm từ, chưa bao giờ ấy này kia em sùng rồi mình bố thí mà nó giúp mình thì giúp cái gì đó. Cũng giống như mình học Phật pháp cũng vậy ha. Mình học một chuyện nhưng mà nhiều khi nó giúp một số cái điều kiện khác mà mình đang làm chung nhớ thì mới giúp được. Nó giúp bởi vì đó là năng lực của thiện pháp. Mình bố thí là năng lực của thiện pháp, nó làm việc đó chứ không phải để việc bố thí nó là làm chuyện đó. Nhớ hai cái khác nhau. Bởi vì khi mình thí là người mình bố thí với một cái tâm đại thiện, thì cái tâm đại thiện, cái quả của nó đó là có thể nó giúp đỡ một số cái công chuyện liên quan tới cái công việc làm hàng ngày của mình, chứ không cần gì phải tâm từ, không cần gì phải cái gì khác đó. Nghĩa là mình, ví dụ như mình giờ mình tới mình bố thí cái phước đó đó, bây giờ mình tới mình nghe pháp thì cái phước đó vẫn giúp cho cái sự tín pháp của mình nó được nghĩa là có nhiều cái kết quả. Tại vì cái tâm của mình lúc đó đó là nó phát sanh thiện pháp, được hỗ trợ bởi cái thiện pháp là bố thí đó. Chứ còn nếu mà mình làm mà không đúng rồi, hay là cái mình làm mà cái thiện pháp nó yếu quá, dầu rằng mình có làm gì nữa mà thiện pháp yếu, thì làm sao nó có khả năng để giúp những cái pháp khác được. Thành ra mình nói mình bố thí là nó giúp cái này giúp cái kia, cái đó là nó không chính xác. Tại sao? Tại những cái pháp kia mình có hành chưa? Nên nếu mình chưa hành sao nó giúp được? Thành ra nó giúp cái gì mình đang hành nó đồng bộ với cái kia chứ. Thành ra một trong 10 cái phương pháp tạo phước đó, nó giúp đỡ lẫn nhau. Nhưng mà cái mà giúp đỡ, cái mà mạnh nhất để giúp đỡ mấy cái khác đó, là cái phần thứ 10, tức là phần cải chánh tri kiến đó. Cái phần cải chánh tri kiến là gì? Là mình làm cho cái tri kiến mình có sự hiểu biết về nhân quả, về nghiệp báo. Thành ra mình làm chính cái việc kia đó, cái thằng đó, cái thằng thứ 10 đó, nó mới giúp được nhiều chuyện mà thôi đó. Chứ còn nếu mà mình làm những chuyện khác có thể nó giúp nhưng mà chưa chắc nhiều, mà nó giúp những cái việc gì mình làm thôi, chứ còn mình không làm cái việc khác thì làm sao giúp được đó. Thường thường ở đây đó, nghe nói rải tâm từ thì quý vị cứ đọc cái câu rải tâm từ, chứ thật sự ra mình có tâm từ đâu mà đi rải. Mà giờ mình không có tâm từ rồi hỏi mình bố thí rồi nó giúp, rồi mình lại giúp cái gì, phải không? Thì mình phải tập cho có tâm từ đi rồi mới rải, còn không có là mình lấy gì mà rải, không lẽ đi mượn của hàng xóm rải à.
Nên làm gì phải làm cho đúng, đủ chi, đúng mức, đàng hoàng thì cái kết quả nó mới nhiều. Còn nếu mà mình làm không đủ chi thì mình đừng hy vọng nghe lời người khác giảng, dễ giảng dễ dầu có giảng đúng giảng theo kinh điển đi nữa, nhưng mà mình không thể có được những cái điều kiện đó thì nó đối với mình nó cũng là cái sự trống rỗng mà thôi. Nam mô Bích Thầy á. Dạ, Nam mô Bích Thầy á. Dạ, con kính tri ngài giảng dạy. Dạ, vậy là tụi con phải học học nhiều lắm thưa ngài. Dạ, vậy ngài nói cho con xin hỏi thêm một câu. Dạ, cái bố thí đó thưa ngài, ngay cả những 10 cái thiện nghiệp thì cái ngày nãy ngài nói là trạch pháp giác chi, có nghĩa là phải có cái sự hiểu biết đúng, và thì con nghĩ nó cũng có coi như là cũng có cái phần tài quyền ở trong đây, nghĩa là phải có trí một chút cái làm. Thì ngay cả cái tâm đại thiện thì con thấy cũng có hợp trí. Thì đa phần những cái việc thiện mà làm thì Phật tử phải nên làm mà với cái tâm thiện mà phải còn hợp trí nữa. Thì con thấy giống như hồi nãy Chiếc Lá Mùa Xuân nói về cái vấn đề bố thí, mà hãy nghe người này nói cái chùa nó không được như vậy rồi lá tâm nó cũng sao động, thì con thấy chưa làm thiện sự gì thì thấy phiền não nó sanh khởi hơi nhiều. Thì cái đó không những con thấy rất 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 nhiều trong bạn đạo con hoặc lần xung quanh, ngay cả nhiều khi lái xe đó thưa ngài, nhiều khi cái người ăn xin đó đứng ngay cái đầu đường nó xin đó, thì có người thì bảo là đừng cho thì người ta sẽ đi uống rượu rồi dùng cái tiền đó uống này ngon. Thì con thấy có sự cản trở, cái sự giống như là chưa làm gì thì đã có cái sự mình suy nghĩ nó sâu xa quá, mà thay vì ngay đó cái thiện pháp là mình nếu mà khởi tâm thiện lên thì nên làm. Thì đối với cái hàng Phật tử chúng con hay nói chung thôi, để con nói con đi, thì làm sao cho cái pháp sanh khởi mà làm để có được nhiều cái thiện mà hợp trí. Mà đa phần tụi con thấy con ngay cả chính bản thân con cũng hơi bị dao động, chứ hãy nghe người này nói như vậy thì tâm mình cũng sang, cũng giống như là nó không yên. Rồi cứ nghe này nói đến chùa này hoặc là nói về cá nhân của một cái hội đoàn nó làm không đúng, tâm nó cũng bị sao động đi. Mà mình cũng làm việc thiện mà cũng chưa, con chưa thấy làm nhưng mà thấy phiền não đó. Thì con cái ý con hỏi thì mình nên làm như thế nào để cho đúng đời và tạo được nhiều cái thiện pháp mà nó cái tâm thiện nó hợp trí nó đi, thay vì nó ly trí. Dạ con kính trọng rất là cho ngài giảng dạy. Nam mô Bích Thầy gia kinh bạch thế tôn hiền giả kính thưa chư quý vị, muốn làm gì thì phải học trước là cái gì. Chúng tôi nhắc nhở cái chuyện học là cái chuyện nên học nên biết bố thí nó có bao nhiêu chi, bố thí nó có bao nhiêu loại, bố thí như thế nào để có thể tâm mình lúc đó trí, mà bố thí như thế nào thì mình có thể là không có được cái tâm thiện mà đúng mức. Nên phải học để biết những cái gì đó, cái thứ nhất. Cái thứ hai, mình phải tập một cái thói quen là khi thấy việc thiện thì nên làm. Đừng bao giờ làm thầy bói trong việc đó. Mình thấy người ăn mày, mình đoán chắc trà tội này uống rượu. Nó uống rượu mắc mớ gì tới mình. Phải không? Mình chỉ cần biết mình cho thôi. Ví dụ như mình thấy mình cho với cái tư tưởng suy nghĩ của mình là cho nó một bữa cơm, đưa mấy đồng là cho một bữa cơm. Còn nó không muốn nói thì nhận đó để nó uống rượu là chuyện của nó. Mình suy nghĩ tới đó anh chị. Mình bố thí là để cho cái người khác một cái sự lợi ích và làm cho mình bớt bõn sẻn trong cái não của mình. Còn cái chuyện họ làm gì đó, mình đừng bao giờ mình nghĩ tới. Bởi vì khi mình nghĩ tới đó, cái bõn sẻn nó phát sinh liền. Mình nghĩ thì mình cho nó mấy đồng này, chắc nó đi uống rượu, không cho. Thấy không? Vậy là mình là người lỗ vốn, chứ đâu phải cái anh cha kia lỗ vốn đâu. Nó uống rượu là chuyện của nó. Nó có tiền, nó muốn ăn cơm thì chuyện của nó. Mình
khi quyết định cho nó, đưa vô tay nó là mình có phước rồi. Mắc gì mà phải nghĩ nó uống rượu hay nó làm gì, nó uống rượu nó chứ. Mình cho lại để nó có sự lợi ích, khi mình nghĩ cái số tiền mình cho đây là tạo cái sự lợi ích cho nó. Còn nó muốn lợi ích của nó là đi ngã nào là chuyện của nó. Chứ còn mình chưa nghĩ tới cái điều kiện mà nó phải làm gì, tức là cái bọn sẽ phát sanh nơi mình gì. Tức là mình không cho, bởi cho nó uống rượu. Mình muốn làm cái việc bố thí thì nên làm việc bố thí, chứ đừng nên làm thầy bói. Nhớ chuyện đó, vừa bố thí và vừa làm thầy bói là chuyện đặc lắc. Nó còn giúp cho mình bón sẻ nữa, thấy không? Cái thấy chưa làm lỗ vốn nữa không? Thành ra khi mà cho là quyết định cho là cứ cho đi, để khi mà nó cầm là đầy đủ rồi, là mình nghĩ tới cái phước của mình đã làm là đủ rồi. Còn hắn muốn làm gì, bởi vì nó là chủ, mình cho nó vô tay nó là chủ của cái số tiền đó. Nó muốn làm gì kệ nó chứ, mình suy nghĩ chi vậy? Phải không? Suy nghĩ để cho bổn sản nó phát sanh trong tâm của mình à. Bởi vì suy nghĩ là thường thường rút tiền lại là vậy đó. Mất cơ hội làm phước, thấy không? Nghĩa là làm phước lần nào cũng mất cơ hội làm phước. Vậy thì phước báo là mình có năng lực đâu để cho mình bố thí với tâm hợp trí đó. Lúc nào hãy thấy con người ta về cái làm thầy bói trước chị gì, không có lợi gì cả. Cứ tập đi, tập ra liền tay chứ đừng có nghĩ gì đó. Mà khi mà cho ra rồi chấm dứt cho đó, nguyện hay không nguyện, nguyện cho đó, ở phần phước này tôi làm được gì gì đó thôi. Chứ đừng bao giờ đừng có nghĩ nó sẽ uống rượu, nó sẽ làm gì. Hắn uống rượu chuyện của hắn, mình không có quyền can thiệp à. Còn cái chuyện mà mình không cho đó, mình nghĩ nó uống rượu không cho đó, tức là cái bổn sản phát sanh trong, tức ác pháp phát sanh trong cái não của mình. Chi vậy? Thấy việc thiện không làm mà còn làm cho cái bổn sản phát sanh nữa. Việc đó nên làm hay không nên làm, phải không? Nam mô Bích Thầy á. Dạ, Nam mô Bích Thầy á. Dạ, con kính tri ân Ngài. Dạ, con nghĩ không phải riêng con ở đạo tràng này cũng có sự lợi ích khi Ngài giảng dạy. Dạ, con thì cũng nghĩ đúng như thêm như vậy. Tại vì thật sự ra mình cho mà mình có cái điều kiện đó thưa Ngài. Mình điều kiện là nó phải làm như thế này, nó phải làm như thế này. Thì hình như là mình cho mà có điều kiện, thay vì mình cho mà cho giúp luôn đó, dạ, giúp ấp luôn á, thì nó đúng nghĩa hơn cho ra. Chứ mà còn cho mà còn có cái điều kiện á, thì hình như là mình hơi quá. Dạ. Vậy thì con đây con coi con có cần hỏi thêm câu nào nữa không? Tự nhiên con không nhớ nữa. Dạ, thôi con trao mít lại đạo tràng để gì nữa thì con sẽ hỏi sao. Dạ, con kính tri ân Ngài. Dạ, con xin cúi đầu đảnh lễ với ngôi Tam Bảo. Nam mô Bích Tha Giá, Nam mô Thamma Giá, Nam mô Sankha Giá. Con kính đảnh lễ sư Lưu Tông, con kính đảnh lễ sư Trí Đức, và con kính đảnh lễ sư Pháp Trang, và con kính lễ quý bà quý cô tu nữ, và con kính chào đạo tràng. Và bên ngài cảm ơn Sismita đã cho biết âm thanh rõ. Và thưa bạch ngài, cô Hà mới hỏi về việc bố thí, thì con cũng có một chút xíu thắc mắc. Thí dụ như ngài dạy là cho thì nhìn thấy thì cứ cho, không có phán xét người đó dùng đó để làm gì, và cũng không có suy nghĩ. Thì con gặp trường hợp giống như mình đi trên cái xe, thì đến một cái ngã tư đó thường hay có những người đứng bốn bên để mà xin tiền. Thì nếu mà mình đưa ra mình cho 5 đồng rồi thì mình rất là cũng là hoan hỷ và mình cũng không nghĩ gì hết. Nhưng mà có một cái kẹt là thưa ngài, cái người ngồi kế bên mình lái xe đó, cái người đó họ không phải là họ keo kiệt thiện, nhưng mà họ không được vui. Thì nếu mà công việc làm mình như vậy đó thì sẽ không có lợi ích cho hết cả hai, hay là như thế nào ngài?
Cho này con kính xin ngài từ bi giảng dạy cho chúng con hiểu rõ thêm ạ. Nam mô A Di Đà, con xin dâng mít đến cho ngài. Nam mô Bố Thầy Gia Kinh Bạch Chư Tôn Hàng Giả, kính thưa quý vị, mình là người cho thì mình vui hay không liên quan gì tới người ngồi kế bên à. Quý vị nên nhớ hành động bố thí quý vị đó. Chúng tôi có thể thí dụ như hai chuyện. Chuyện thứ nhất thả diều, chuyện thứ hai là thả dơi. Thả dơi nó bay luôn, mà thả diều là vừa thả rồi kéo lại. Quý vị muốn cái nào? Quý vị cho mà sợ mất sao? Ai buồn cái hả? Khi mình quyết định đó là việc thiện thì nên làm thì làm thôi, chứ còn ở đâu mà thắc mắc gì nữa. Ai buồn kệ họ chứ mắc gì. Nó buồn mà mình không buồn thôi, chứ mình buồn thì cái phước mình yếu lại. Bởi vì buồn là một cái loại thiện pháp, thì mình cho thì mình cứ để cho cái thiện pháp mình làm đó, nó đầy đủ. Trước khi làm, trong khi làm và sau khi làm nó đầy đủ. Chứ còn bây giờ rồi mình chơi vừa cho không, trước khi cho, trong khi cho thì cái tâm vui vẻ, nhưng mà ngó qua một bên thấy người kế bên buồn, cái mình buồn theo chi vậy? Phải làm như gì cho nó đúng để được phước nhiều. Còn làm mà vừa cả làm vừa cả như thả diều thì không có nên. Nam mô Bố Thầy Gia. Dạ, xa thú, xa thú. Đúng con thành kính đảnh lễ tri ân ngài Liễu Tông đã từ bi giảng dạy câu hỏi của Xích Niệm Từ. Và kính cảm ơn Xích Niệm Từ. Dạ, con nghe Niệm Từ hỏi thì con cũng nghĩ tới đến con. Và con hiểu được ý của Niệm Từ. Dạ, ngài thì hiểu một cách khác. Nhưng con là cái người giống như trong cuộc với Niệm Từ, nên con hiểu một điều. Nhưng có lẽ Niệm Từ không có tiện trình bày, còn thì con nói thì quịch tẹt. Dạ, ví dụ nè, bây giờ nè, bản thân con nè, đồng tiền con làm ra, con rất là thích đi bố thí cúng dường cho người này cho người kia, con cảm thấy vui lắm. Dạ, bất cứ cho người nào con cũng vui hết, thân bằng quyến thuộc rồi kẻ xa người gần, hoặc là con biết ai cần cái gì đó mà khả năng con giúp được thì con giúp, thì con rất là vui. Nhưng thật sự con bây giờ không ai giúp con hết á, tại vì con mồ côi cha mẹ rồi, rồi cũng mồ côi chồng rồi, nên là có một mình là lớn thôi, đồng tiền của mình là mình tự tại. Nhưng ngặt một cái á, có những đứa con nó không có vui với cái hành động đó, cái hành động bố thí cúng dường cho người khác. Nó nói mẹ già rồi, mẹ làm á, mẹ không chịu để dành tiền, mẹ cứ thế này thế kia thế nọ hoài à. Nó không có phải nó giữ cho nó, mà nó nghĩ con một ngày nào đó sẽ già rồi sẽ bệnh sẽ đau sẽ này kia kia nọ, nên nó muốn con giữ tiền. Thì con phải làm lén. Con phải làm lén, nghĩa là con bố thí cúng dường, con biết ai trong cái đám con của con mà vui vẻ thì con nói cho người đó biết, con chia phước cho người đó. Còn con biết ai không vui vẻ, không với hoan hỷ với cái phước con làm, thì con nghĩ là mình không nên làm cho người khác. Mình có phước mà người khác người ta lại bị mất phước. Cái điều con hỏi là con làm như vậy có được hay không, hay là mình vẫn cứ công khai minh bạch, tại vì đồng tiền của mình làm ra. Con thỉnh ngài chỉ dạy cho con thế nào để cho được vẹn tròn cả đôi bên. Con kính dâng mít đến ngài. Nam mô Bụt Thầy Gia. Nam mô Bụt Thầy Gia. Kinh bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị, mình cứ công khai chứ mình giấu là gì? Khi mình giấu rồi cái tâm mình lúc đó để lần nào, khi nào làm mà giấu để rồi cái tâm mình lúc đó là cái loại tâm gì? Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa đó, nếu mà nói rằng cái tiền là để dành lúc già lúc gì đó, hỏi cái người nói câu đó coi, họ bảo đảm mình sống tới già không? Họ chắc chắn là sống tới già. Không ai có thể bảo đảm cái đời sống mình có được mấy ngày trước đó.
Chúng tôi nói nhiều lần thì như là sau cái búng tay này đó, cái người đang nói này chưa chắc, chỉ có một trong hai chuyện thôi. Một là có ngày mai, hai là có kiếp sau. Thì ai bảo đảm mình có ngày mai, ngày mốt để mà xài số tiền đó? Thay vì mình làm phước thì ngày mai, ngày mốt mình có kiếp sau hay là có ngày mai, mình vẫn có cái phước để xài. Chứ còn nếu mình không cho thì chắc chắn là lỡ mình không có ngày mai thì mình không có phước để mang theo, thấy chưa? Mình làm cái gì cho nó chắc chắn chứ còn mình sợ người ta buồn, mà trong khi mình đã không làm được những cái việc đáng làm. Cái cơ hội nó chỉ có tới mình trong lúc mình còn hơi thở mà thôi. Mà có ai bảo đảm cái hơi thở này nó thở, có thể thở ra vô tới ngày mai? Và nhiều lần chúng tôi nhắc nhở quý vị nên nhớ một điểm, búng tay một cái người đó hoặc là có ngày mai hoặc là có kiếp sau. Thì bây giờ nên làm trước cái thiện pháp hiện tại ngay lúc này nên làm, chứ không bao giờ mà để ngày mai cả. Bởi vì mình nói mình hẹn ngày mai là coi chừng không có ngày mai. Nam mô Bổn Thầy á. Dạ, sa thú con hành kính đảnh lễ tri ân ngài đã giảng giải câu hỏi của con. Dạ, con rất là tri ân ngài. Dạ, Nam mô Bổn Thầy á. Dạ. Nhật Quỳnh xin hỏi một câu nữa. Nhật Quỳnh đang chờ cái người đó vào để Nhật Quỳnh hỏi, mà nãy giờ Nhật Quỳnh không thấy người đó vào. Nên thôi thì con cũng đành hỏi để cho đạo tràng nghe lời giảng dạy của ngài để làm sao cho được tốt đẹp. Dạ, Nam mô Bổn Thầy á, bạch ngài, cái điều này rất là tế nhị, không nghĩ không hỏi cũng rất là bị đụng chạm, nhưng mà con thực sự tâm con cũng rất là phân vân, và con cũng câu hỏi của con thì con giúp bản thân con trước và giúp người sau. Bạch ngài, thường con nghe ngài nói là đừng ai hỏi thiền trên online, tại vì ngài rất là sợ hỏi ngài thiền thì ngài giải thích hoặc người đó hành theo có thể thành nhà họ Tôn. Thì nhưng mà con thấy cái điều này hiện tại, tại vì con có những người bạn rất là thân mà đã bị cái tình trạng này, nên con buộc lòng con hỏi. Dạ, bạch ngài, cái câu hỏi thứ nhất của con á là mình có nên nghe một vị sư nào mà mở cái lớp thiền online để dạy, và mình có nên khi mà mình học thiền trên online như vậy đó rồi mình trình pháp để cho mọi người nghe, cái điều này có đúng hay là không? Dạ, và cái vị sư đó làm cái chuyện đó có đúng theo lời Phật dạy không? Có thể dạy thiền trên online một cái Zoom nào đó rồi kêu Phật tử phải trình pháp, mà không phải kêu một lần, người ta đã ngại, người ta không có dám, coi như là người ta tránh mặt, người ta không có vào cái Zoom đó. Nhưng mà cái vị sư này kêu 5 lần 7 lượt kêu mà không chịu nổi luôn, phải bắt điện thoại và kêu phải vào trình pháp. Dạ, con cung thỉnh ngài giảng dạy kỹ cái điều này cho chúng con để chúng con được hiểu và có thể học và hành như thế nào để đúng lời Phật dạy và được cái tri kiến như ngài đã nói. Con kính nhân mít đến ngài. Nam mô Bổn Thầy á. Nam mô Bổn Thầy gia, kính bạch Thế Tôn hiện giả, kính thưa chư quý vị. Thật ra đó, mình đừng có một số cái tánh đức mà mình dựa vào tánh đức đó mình làm cái sự thất bại nó nhiều hơn là sự thành công. Nếu quý vị là người tới một trường thiền nào đó quý vị hành, và cái vị thiền sư đó là nó có thể quý vị tự hành được, thì quý vị nên vào những cái chỗ giống như mà mới hỏi đó, tức là online để ấy được. Bởi vì quý vị gọi như đã trưởng thành, còn cái này mấy chị chưa có kinh nghiệm về thiền, quý vị làm vậy là quý vị chết luôn, bởi vì quý vị chưa trưởng thành. Trong giáo pháp Đức Phật đó, một ông sư mà vô mà muốn đi ra ngoài làm gì đó
phải ở với thầy tới độ 5 năm và phải học đúng theo cái tiêu chuẩn mà Đức Phật đã chế ra ghi trong tạng luật của ông sư đàng hoàng. Sau 5 năm đủ điều kiện vậy mới được gọi là trưởng thành và đi ra ngoài được. Thì bây giờ mình chưa có kinh nghiệm về thiền, mình vô những chỗ đó là chết. Ai bảo đảm ông thiền sư đó không biết mình là ai? Mà ông không biết mình là ai rồi đó, mình có trình pháp đi nữa mình cũng chết thôi. Bởi chưa chắc ông đã hiểu được cái điều mà mình muốn nói. Quý vị nên nhớ cái ngôn ngữ của mình sử dụng thường ngày đó, ngôn ngữ đó chỉ liên quan tới chế định nhiều hơn là liên quan tới những cái đề mục của thiền. Thành ra nhiều khi mình nói ra đó, ông dựa theo cái điều kiện thông thường mà ông trả lời thì quý vị là người lãnh đủ. Chúng tôi sở dĩ không bao giờ mà nói liên quan tới thiền ở trên room này là vậy. Chúng tôi không biết quý vị là ai, quý vị cũng không biết chúng tôi là ai. Mà quý vị nghe rồi, quý vị về nhà đóng cửa hạ thủ công phu, bảo đảm lúc đó là hành giả họ tôn là cái chắc. Nghe ra khỏi phòng là vừa đi vừa nhúng vừa lắc. Lúc đó ai chịu trách nhiệm cho cái chuyện đó? Quý vị nên nhớ có những người tới trường thiền có thiền sư đàng hoàng đó, nhưng mà có thể là cách trình pháp họ không rõ ràng, vị thiền sư vẫn có thể hiểu lầm được và cái người mang họa là cái kiểu bị thiền sinh đó. Bởi quý vị vô tưởng vô trường thiền tới thiệt rồi không có người điên, vẫn điên như thường. Nó không phải dễ. Thành ra khi mà nó không phải dễ vậy đó, mình dựa vào đó thì người mà lãnh hậu quả đau thương là mình chứ không phải là ông, cái ông mà kêu mình vô rung để ông giảng. Bởi vì ông giảng ít nhất ông có một chút kinh nghiệm, hai chút kinh nghiệm, nhưng mà cái kinh nghiệm đó không đủ để làm thiền sư. Nên nhớ chuyện đó, khi mà kêu lên nghĩa là dạy thiền online này kêu sùng là mà chúng tôi là không có guarantee rồi. Trừ phi quý vị là người trưởng thành trong thiền, tức là ít nhất là phải gặp thiền sư tứ thiệt và đưa thiền sư đó cho biết là đủ tư cách về nhà tự hành thì mới được. Còn nếu mà chưa được ông thiền sư tứ thiệt mà nói câu đó thì quý vị nên cẩn thận. Đó. Nó không phải chuyện thiền, đi đúng đường kết quả rất là bất khả tư nghị, nhưng mà đi sai đường một cái kết quả cũng bất khả tư nghị như thường. Thành ra quý vị nên cẩn thận. Nam mô Bích Thầy á. Dạ, xa thú lành thai, con thành kính đảnh lễ tri ân Ngài đã giảng dạy của câu hỏi của con, và con rất là tri ân Ngài. Dạ, bây giờ con xin phép được đọc câu hỏi của Thanh Hoàng, phải không Thanh Hoàng? Phải, câu hỏi Hoàng Thành hay Thanh Hoàng? Có phải hai là một là hai không? Cho Nhật Bình một tín hiệu ạ. Tại lúc nãy Nhật Bình thấy có câu hỏi, Nhật Quỳnh đang hỏi, Nhật Quỳnh mở mắt ra thì thấy nên Nhật Quỳnh copy cách đây. Dạ, vậy đúng rồi phải không? Dạ. Dạ, thưa Ngài, nếu cho cháu biết nó nói ra, nói vào, nó sẽ bị tổn phước, bị có thể xử lý sao để cho cháu không à? Kính tri ân Ngài. Dạ, chắc câu hỏi này lúc nãy con hỏi Ngài Hoàng Thành đã hỏi phải không? Phải không Hoàng Thành? Có nghĩa là mình làm phước mà mình, nếu mình để cho những đứa con đứa cháu mình nó không hiểu gì về phước, rồi nó sẽ nói ra nói vào, rồi nó còn nói những câu không có tốt nữa. Dạ, chính bản thân của con cũng bị như vậy, nên là con không phải là mình giấu, nhưng mà mình không cho biết chứ không phải mình giấu, con không có nói dối. Nhưng mà mình làm thì mình làm, tại ví dụ như con đi ở đây, ở con mình không có con cái ở gần hết á, nhưng thích làm là làm thôi. Dạ, chứ còn không có báo trước mẹ làm này, mẹ làm kia, mẹ làm nọ, không có báo. Nhưng chừng nào nó biết chuyện đã rồi thì nó cũng không có cản mình được, còn nếu không thì nó sẽ cản. Mà con sợ là giống như cái ý Hoàng Thành là nó cản thì nó sẽ bị tổn khước. Dạ, con kính dân mít đến Ngài để Ngài trả lời câu hỏi của Hoàng Thành.
cũng như là cái ý nghĩa của con. Con kính nhân bích đến ngài. Nam mô Bích Thầy giá. Nam mô Bích Thầy giá, kính bạch chư tôn hàng giả, kính thưa chư quý vị. Dẫn nơi tới tiền ông sư, nơi ông sư dạy thế nào là phước báo, thế nào là phước. Trong kia nó hiểu nó mấy, còn tại vì nó không hiểu, thành ra cái sự bỏng sẻ của nó vẫn có. Nên nhớ chuyện đó. Đa số gia đình, những gia đình Việt Nam thường thường là vậy đó. Cứ nghĩ theo cái truyền thống của mình là phải dành dụng đề lại tài sản đi về già sống cho khỏe này kia ông sụm. Nhưng mà cái chuyện đó thôi chứ trong giáo pháp Đức Phật không có chỗ nào đề cập tới cái chuyện mình giữ của cải mình đó. Bởi vì đời là vô thường, mạng sống này cũng là vô thường. Cái chuyện mà tài sản của mình đó, mà mình cần có đó, tức là cái thiện pháp mà mình đã tạo đó. Mình tạo đầy đủ thiện pháp mà đi kiếp nào mình cũng có thể kiếm tiền, đổi ra tiền để mình xài được. Nhưng mình cất tiền, mình bỏng sẻn, tới kiếp sau mình không thể lấy cái bỏng sẻn của mình để đổi ra tiền. Nên nhớ chuyện đó ha. Thành ra những đứa nhỏ mình có cháu hay có con vậy đó, mình nên dạy nó ha. Dạy không được nhờ mấy ông sư, ông thầy trong chùa dạy, để cho nó biết cái chuyện này làm có lợi, cho nó không có phải là làm là thất lợi hay làm là lỗ vốn gì không chồng. Để cho họ biết cái đó, pháp Phật dạy ha. Để mình tiêu diệt những cái bỏng sẻn, những cái pháp xấu trong người, trong não của mình, thì nó vẫn đi tốt. Thì nó nghe, nó hiểu thì nó bây giờ nó cản mình cả. Nhiều khi nó đưa tiền mình đi làm thêm nữa. Làm chung đó chứ không phải cản. Tại vì nó không hiểu thì nó mới vậy. Thành ra nãy chúng tôi mới nói với cô Như Quỳnh, hỏi nó coi ha, nó có bảo đảm thì sống này còn sống tới 1-2 năm nữa để xài tiền này không. Hỏi con nít cũng vậy nữa, chứ đừng có hỏi người lớn làm gì. Có ai mà dám bảo đảm cái đời sống này sẽ sống tới 10-15 năm để xài số tiền mình để dành không? Thành ra mình phải biết. Nhưng mà cái thiện pháp mình làm ra rồi đó, nó theo mình suốt cả A Tăng Kỳ mà mình, nếu mình chưa được đắc đạo đắc quả, nó dẫn theo để nó giúp mình như thường. Nam mô Bích Thầy giá. Dạ, sa thủ, con đã thấy Thành Hoàng kính tri ân ngài, và con cũng rất là tri ân ngài. Nhưng mà sự thật nó đau lòng nó bạch ngài ơi. Này là sự thật phải không Thành Hoàng? Nói mà đi tới chùa để nghe lời ông sư giảng thì nó đâu có đi đâu ngài. Năn nỉ nó, dắt nó đi, tiền mình đưa ra nó còn chưa đi nữa ngài ơi. Còn lợi mà nó nghe ông bí sư nói á, con sợ nó còn tạo thêm nghiệp nữa. Lý do nó nói mấy sư dạy khôn quá, dạy mình đi bố thí cúng dường cho mấy sư không à. Tại vì cái câu này con đã từng nghe một người thân bằng quyến thuộc của con. Thì cái người này họ có ông ngoại mất lâu lắm rồi. Dạ lâu lắm rồi. Thì nói với con lại cái chùa ở dưới ở dưới Gò Vấp á, cái ông sư đó đó, ông lại ông biểu người chết rồi thì mình phải bố thí cúng dường để làm phước. Chị nhìn coi ông khôn quá chừng không, ông kêu mình lại bố thí cúng dường là làm phước cả ông ăn. Bởi con nghe cái câu nói đó là từ đó về sau con làm cái gì con không bao giờ cho cái người này hay. Dạ, tại vì con chỉ sợ là họ tạo ác nghiệp hơn là tạo thiện nghiệp. Nên sự thật là vậy đó bạch ngài, tụi con rất là khó xử. Vậy con nhìn trong màn rung là như vậy. Dạ nó mỗi của thà giá. Dạ con bữa nay hơi nhiều chuyện một chút. Đúng rồi, nên là khổ lắm. Người ta không nghe mà người ta còn nói mình nói chuyện vu vơ nữa. Nghe lời nhà bản thân Nhục Bình bị nhắc nghe nhiều người nói sao mà sao chị ngu ghê luôn ha, hoặc là sao con ngu quá ha, nghe cứ nghe lời mấy ông sư đang đem tiền cho mấy ông ăn không. Mời từ mẫn nha. Dạ Nam Mô Bức Thai giá. Dạ. Không biết tiếng con có được vô trong room không ạ? Dạ, dạ cảm ơn Thiện Vũ nha. Dạ Nam Mô Bức Thai giá. Dạ. Dạ con xin cúi đầu đảnh lễ ba ngôi tam bảo, ân Đức Phật, ân Đức Giáo Pháp, ân Đức Tăng. Con kính đảnh lễ Sư Liễu Tâm, Sư Trí Đức,
sư Pháp Trang cùng quý sư Tuệ Đức, cùng quý cô tu nữ, quý sư đạo hữu trong đạo tràng. Hồi nãy giờ cũng như con lắng nghe Xích Hà, Xích Nhật Quỳnh nói về vấn đề mà bố thí phước các bạch ngài, thì con liên tưởng đến ngài dạy tụi con, ngài thường nói là như cái ông ăn mày ăn xin gì mà nằm trước cửa chùa đó mà không cho ăn, không có bố thí, đi thẳng vô chùa chánh điện với quý sư hay gì đó, hồi ra thì ổng ngáp ngáp. Thì con nhớ đến đó, với Hải Xích Hà kể, rồi Xích Nhật Quỳnh kể. Thì sẵn đây con có chút cái câu chuyện này cũng lâu lắm rồi, nhưng mà con lên con chia sẻ nhờ Bạch Ngài giảng cho con. Chắc con không biết vậy, con có cộng nghiệp không, không biết. Thật sự là con cũng không biết mà. Thì như cái chùa của con đến, cái chú sứ của con đến thường của người Việt đó, thì con không nói tên chùa, nhưng mà con thường đến đó lắm. Thì có một cái vị đạo hữu dễ thương lắm Bạch Ngài. Hình như con mới đến thì 4-5 năm thôi, nhưng mà cái anh này đó thì chắc cũng mười mấy năm rồi. Theo quý ngài, quý sư cũng thiền ở đó lâu lắm. Lâu lắm, rất là hiếu đạo, hồi miệt mài, dễ thương lắm. Nhưng mà cô sau này con mới hiểu ra thì mới biết là cái anh này bị ung thư não hay là bú trong não vậy đó Bạch Ngài. Mà giờ uống thuốc chỉ cầm chừng thôi, nhưng mà ngày qua ngày thôi, cuối cùng thì đến ngày đó thì bác sĩ cho hay là phải đi mổ. Thì nếu mà đi mổ ra cái chiến này thì năm ăn năm thua. Thì phải theo lời bác sĩ đi mổ. Mà cái hoàn cảnh cái anh này thì con cũng giấu, con không có nói tên. Nhưng mà các vị trong chùa mà con có đến thì có lẽ cũng hiểu cái vị đó. Thì cái anh này là trụ cột của gia đình, làm cái nghề mà cũng như sửa ống nước, sửa bơm linh rồi đó ngay. Dạ, sửa chữa trong nhà này kia. Mà có một bà vợ, có một đứa con trai duy nhất. Mà cái người vợ thì bị cườm, mà cườm đục thủy gì đó Bạch Ngài, không thấy đường nữa. Mà cái cậu con trai thì học chưa hết năm thứ tư. Vậy thôi, chỉ gia đình có ba người. Thì bây giờ ông chồng đó vậy rồi, thì cuối cùng đi mổ. Mổ cuối cùng thì nghe nói là tệ lắm Bạch Ngài, tệ lắm. Mổ ra rồi không biết gì hết, nhiễu nhão hết rồi, rồi đưa di vô rehab này kia. Rồi cũng có nhiều người đã đến thăm. Con nghe con hỏi thăm vị sư trong chùa thì nói có đến thăm. Thì vị sư cũng có đến thăm. Có một hôm đó thì con có thường đến chùa lắm, con cũng không quả đó. Con có nói cái vị trong chùa này, con đang rửa chén, con có nói cái vị này. Thì cái vị này thì con xin giấu tên, con không có nói. Vị thì tu hành, hành thiền với pháp học, pháp hành rất là giỏi. Nhập thiền, nhập thất đồ cũng rất là giỏi. Thì con có nói với vị này, con mới thấy, con thấy con cũng xót lắm. Con mới nói, em à, thôi bây giờ em kêu gọi đi. Kêu gọi Phật tử hay là những người trong vùng mình, những người nào quen biết em kêu gọi đi. Mấy chị em mình góp gió làm bão nặng giúp cho gia đình cái huynh này, tội lắm. Cái con tưởng sao thì con nghe vị này trả lời con à. Thôi chị ơi, thôi chị đừng lo nữa, đó có chuyện đó có người khác đã lo rồi, chị đừng có lo nữa. Thì con không nói gì, con mới nhớ là như cái câu nãy ngài nói, thường nói ở trước cửa mà ông ăn xin mà không cho mà hồi ông gáo chết nhá. Thì con mới nói, con mới nhớ là con mới nói, trời ơi, như vậy thì Đức Phật nói hay quá, bây giờ mình có đến mình mới thấy họ, chứ mình không đến mình đâu thấy được cái giả tâm của họ đâu. Mà cái vị này á, thì bốn mùa ở Mỹ thì rõ ràng, mà vị này cứ đứng một mùa chỉ là thu thôi, chỉ đứng thẳng một mùa thu thôi chứ không có mùa nào khác hết.
vị này cũng tâm cũng tốt lắm, thu quyên với mà giúp đỡ quý sư ở Việt Nam rất là nhiều, có đó cũng là cái phước, cái phước lộc rất là lớn. Con cũng rất hoan hỷ đồng ý vấn đề đó, nhưng mà hiện tại bạn đạo của mình mà người ta cái kiểu này, người ta đâu phải người ta bệnh mà mỗi ngày mỗi bệnh hay mỗi năm mỗi bệnh đâu, lần này kể như là mất rồi. Thành thử ra con thấy thôi, con như vậy là con đã có được cái câu hỏi, con biết được cái vị đó rồi, con không nói gì. Thì hôm nay con trình bạch ngài như vậy, trong cái lúc như vậy thì ngài thấy là con có cộng nghiệp trong cái nghiệp mà giữa con với cái vị ấy trao đổi như vậy đó. Nhưng mà lúc đó thì thật sự ra con cũng nói thật, con xin sám hối là con có cái sân, con có cái sân bất đồng, là con nói trời ơi như vậy thì bây giờ là con mới biết sao. Đó, bây giờ là con mới biết. Thì hôm nay con có lâu lâu thì con cũng gọi vị sư ở chùa, thì vị sư có nói sư cũng có đến thăm ở ở cái trung tâm cái rehab đó, bây giờ nghe nói về nhà rồi, lâu lâu thì cũng sư cũng có đến giúp đỡ. Ở khi nào mà có nhiều người có gì tôi cho chị hay đi chung đến thăm. Quân mới nói dạ con cũng cảm ơn sư. Thì con cũng có gửi gắm sư này kia kia nọ, con chứ con cũng chưa có đi đến được cái gia đình đó, nhưng mà con cũng có hiểu qua sư, ông sư cũng tốt. Thì đó hôm nay con trình đến ngày, con thấy con rất là đau lòng, mà không biết bây giờ như thế nào, không biết còn hay là mất. Nhưng mà ở Mỹ này thì dầu gì cũng đỡ ở bên Việt Nam, cho nên con chia sẻ đến ngày với quý đạo tràng. Thì con biết con nói vậy chắc thì con thế nào con cũng lượm đá rồi, nhưng mà không sao. Con thì cũng nói thiệt như Sức Nhật Quỳnh, như vậy không biết con có tội không, tại vì con nổi sân. Con dạ con hơi nói nhiều, xin quý ngài quý sư tha lỗi cho con, là con xin xuất. Dạ con xin cảm ơn quý đạo tràng đã lắng tai nghe, tại vì con rất là chân thật, có sao thì con nói vậy. Dạ con xin xuống mic. Nam mô Bồ Tát Gia Kinh Bạch Chư Tôn Hàng Giả. Kính thưa chị Huy, mình gặp những trường hợp đó thì mình nên giúp cá nhân mình giúp trước, còn ai muốn giúp giúp, chứ đừng có bao giờ mình đi kêu phước kêu gì đó, cũng đừng hỏi người khác. Vậy có những cái vấn đề nó rất là nhiều khê, nếu cái phước của ông đó không còn thì có nhiều người ta tự giúp thì cũng có khả năng để chữa được, nhưng mà còn nếu mình cứ mình lo chờ người này chờ người nọ giúp mà mình mới theo đó thì không có nên. Chúng tôi nói nhiều lần rồi, thấy việc thiện việc phước thì nên làm tùy theo khả năng của mình, đừng bao giờ ngó tới ngó lui chờ người này chờ người nọ, cái đó là không có nên. Bởi vì nghĩa là mỗi người đều có cái nghiệp xấu nghiệp tốt, nhưng có những người họ trước mặt mình mà nghiệp quá xấu rồi, mình nên giúp theo khả năng của mình, không cần hỏi ai đó. Nếu mà người xung quanh họ thấy mình làm đúng thì họ cũng sẽ giúp cho người đó. Còn họ thấy hay là họ biết cái chuyện gì đó thì họ không giúp thì thôi. Mình lo cũng được, chứ đừng cái gì theo khả năng của mình. Chứ còn bây giờ mà lúc mà người ta vẫn còn khỏe mạnh mà mình không hỏi điều kiện để, hoặc là mình biết một số chuyện mà mình không giúp, tới bây giờ vậy thì mà, thật sự ra nó trễ đó. Nhưng mà thôi, đó là bài học để sau này mình là nhớ những người trong cộng đồng, những người xung quanh mình biết, thí dụ họ trong cái cơ hội cần sự giúp đỡ thì mình nên giúp theo cái điều kiện, theo khả năng của mình, và đó là việc nên làm. Chứ không ngồi và cái chờ chung không có nên. Nam mô Bồ Tát Gia.
Dạ, sa thú, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân Ngài. Dạ, con thấy Thích Tư Mẫn đã nói chắc lên ghi nhớ lời Ngài và ghi ơn rồi. Dạ, cảm ơn Thành Hoàng cho Nhục Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, Nhục Quỳnh thấy Tư Mẫn cầm mít, Nhục Quỳnh mừng quá. Nhục Quỳnh chạy ra ngoài tí xíu. Dạ, con xin sám hối với đạo tràng. Nam Mô Bụt Thầy. Dạ, dạ, bây giờ thì Nhục Quỳnh kính mời bàn tay cũng như mời những câu chất chát trong đạo tràng ạ. Rất là hoan hỷ bữa nay nhiều vị cho bàn tay để có câu hỏi cho rung được sinh động. Dạ, sa thú, cảm ơn bàn tay của Xích Hà, mời Xích Hà nha. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy, Nam Mô Thầm Thầy, Nam Mô Sàng Thầy. Dạ, con kính đánh lễ những chi đức Ngài Lữ Tâm, Chi Tôn Đức Tăng, con kính để ra cô tu nữ và con kính chào đại tràng. Dạ thưa Ngài, sẵn nói về cái chuyện bố thí đó thưa Ngài, thì con có câu hỏi hơi nhỏ nhỏ nhưng mà con cũng thắc mắc cũng lâu nhưng mà cũng chưa có dịp để hỏi. Ví dụ như bạn đạo của con làm việc thiện xong rồi thông báo mọi người nói là hôm nay làm vậy thiêu phước cho mọi người, thì mọi người đều, những người nào mà hoan hỷ đó thì họ sa thú thì hoan hỷ. Nhưng mà con có cái thắc mắc, con cũng thấy bạn đạo con sa thú ngay đó rồi nói và dùng cái lời sa thú đó để nói rằng là đây hy nguyện nó làm nhân đến đạo quả niết bàn. Thì con có thắc mắc là, thì đúng là khi mà mình sa thú, mình tùy hỷ cái phước báo của cái người bạn đạo mình cho đó thì mình có tâm thiện rồi thế này. Nhưng mà cái quả phước báo đó mà mình nguyện để làm nhân đạo quả niết bàn nó có hợp lý không ạ? Tại vì thật ra mình không có làm nhưng mình chỉ có cái phước tùy hỷ đó. Thì con cũng thắc mắc là nên hay không nên, nhưng mà con biết là khi mà có cái tâm, có cái sự tùy hỷ thì đó cũng là thiện pháp. Dạ, con cho mất một con ngày nhắn dài. Dạ. Nam Mô Bố Thà. Dạ, kính bạch Chư Tôn. Dạ, kính thưa chào quý vị. Thật sự cái tùy hỷ phước báo đó nó cũng là một loại thiện pháp, nhưng mà cái năng lực nó không có nhiều. Xin nên nhớ vậy đó. Mình làm phước là phải thân khẩu ý, nghĩa là tự mình làm thì phước nó mới nhiều. Mình muốn nói cho người nào biết cái phước đó thì nên nói những người biết làm phước và những người biết cách để nhận cái lời nói của người khác qua cái việc họ làm, việc thiện họ làm, chứ không phải gặp ai cũng nói. Nên nhớ vậy. Nhiều khi người ta gì là thấy người ta nể mình, người ta cũng xả thú, nhưng mà trong bụng người ta đâu có thích. Quý vị nên ở trong cộng đồng, quý vị nên nhìn xung quanh mình những người nào biết làm phước, những người nào biết tùy ý phước báo, những người nào biết làm việc thiện, thì khi mình làm mình mới nên nói cho họ biết để họ tùy ý phước báo. Mà cái chuyện tùy ý phước báo là để phụ giúp cho cái những cái hành động khác nó có thêm năng lực, chứ cái tùy ý phước báo không á, nó không có nhiều năng lực để nguyện đi tới đi lui đâu. Nguyện lên cung trời còn chưa đợi được á. Rồi đi lên niết bàn chứ. Quý vị có thể thấy cái người mà ai ngồi ha, chứ thể thấy là phước xả thú xả thú, còn cứ ngồi chỗ không làm vậy thì tự nhiên tắt đạo quả không? Cũng có bao giờ đó. Cái phước đó nó không có nhiều, mà thường thường cái phước xả thú thường là phước ly trí, giống được phước hợp trí nữa, nó không có năng lực nhiều đâu. Đừng bao giờ nghĩ ôi tôi không cần làm, tôi chờ người ta làm xong xả thú xả rồi xong xả thú, có xả thú tại cả mấy kiếp nữa cũng phước báo cũng không có vậy. Năng lực gì đó nó là phước báo thiệt, nhưng mà nó rất yếu. Đừng có nghĩ tới cái chuyện đó. Nếu mà một cái mà nó có năng lực thì Đức Phật đâu có dạy mình tới 10 chuyện phải không? Bây giờ tới 10 chuyện mình làm, nghĩa là mình làm để cho mình, ví dụ cho tại sao mình phải làm, mình hạ thủ công phu mình làm phước bố thí rồi này kim sùng, rồi có người khác người ta tùy hỷ phước báo của mình. Mình thấy cái đó là một cái chuyện mà mình làm nó rất là tốt, để nó giúp cho mình khi nào làm cái gì đều phải cẩn thận mà làm để đầy đủ cái điều kiện của nó, để người ta thấy người ta mới hoan hỷ. Chứ còn mình làm mà người ta không có hoan hỷ thì chưa chắc là người ta không có biết tỷ phúc báo, mà nhiều khi mình làm lượng tượng hay là nó thiếu sót những cái gì mà nó không có đầy đủ đó. Thì có những người ta thường thường ta tỷ phúc báo, nhưng người ta thấy người ta cũng không có
không hoan hỷ, thấy không? Thành ra mình phải tùy theo chuyện chứ còn, nhưng mà tùy hỷ phước báo thôi, nó chỉ giúp cái khác làm thôi chứ nó không có tự, nó không có đầy đủ năng lực để đi lên lên trời đâu nghe. Nam mô Bụt Thầy giá. Dạ, Nam mô Bụt Thầy giá. Dạ, con kính tri ân ngài. Vậy thôi, sẵn ngài cho con hỏi thêm câu liên quan đến cái đó. Vậy thì khi mà mình xa thú mà mình tùy hỷ cái phước báo của cái người bạn đạo mình chia sẻ với cái ngài, thì con khi đó thì cái tâm cho là người đó là có cái sự hoan hỷ thật sự đó, thì có phải chăng cái pháp mà tùy hỷ này là nó con nghĩ nó dẹp, thì con không nghĩ nó dám dẹp, nhưng mà con nghĩ nó ngăn ngừa cái tính bỏng sẻn hoặc là cái tính ganh tị đó thưa ngài, tính ganh tị mà thấy người ta làm mà mình hay ganh đó, người vậy cũng biết làm phước hay gì đó, thì có phải chăng những cái phước tùy hỷ phước báo thì nó cho mình, giúp mình để mình có thể bỏ đi cái tính ganh tị, thì cái vị đó có thể nguyện là do cái phước báo mà tôi xa thú tùy hỷ với cái người này nè, thì cho tôi bớt đi cái tính ganh tị, thì cái nguyện cái đó nó có hợp lý không thưa ngài? Dạ con kính con bích lại cho ngài giảng dạy. Nam mô Bụt Thầy giá kinh bạch chư tôn hiền giả kính thưa chư quý vị. Thật sự cái năng lực đó nó không có nhiều đâu, đừng nghĩ tới những cái chuyện xa xôi như vậy. Mình thấy người ta làm, thay vì mình đứng mình nhìn ta làm rồi mình tỉ phước báo, tại sao mà không nhào cho mình giúp? Mình giúp dùng tay chân trí não mình mà giúp thì cái phước đó nó mới mạnh mới đấy chứ. Chứ còn tối ngày mình ngồi, trừ phi mình không có khả năng mình bị tật lên mình liệt rồi này kia không sao, thì mình ráng cố gắng mình nhìn người ta rồi mình tỉ phước báo để mình có cái đó là một phương pháp tạo phước, mà không có phải có nhiều cái chuyện khác nó theo nó. Chứ còn nếu mà mình người mạnh khỏe mình thấy người ta làm thì mình nhào vô mình giúp đi chứ. Mình vô chùa mình thấy rác ông sùm mình không làm, mình ngồi mình chờ có ai quét để mình tỉ phước báo người ta. Muốn phước báo cho nó đầy đủ, nó có năng lực thì mình cũng đem chổi mình quét, rồi cái người ta đứng kế bên ta thấy người ta cũng quét, thì cái đó người đó đó họ cũng tạo cái thiện pháp, nó có năng lực hơn. Rồi chờ thôi mấy ngày này, chờ họ quét xong rồi mình tỉ phước báo cho nó khỏe, cũng có phước mà khỏe, phước đó rất là yếu chúng ta nói rồi. Dựa vào cái đó rồi dùng cái đó để nguyện này nguyện cái nọ, mình làm cái gì với cái tay chân với thân thể, nghe là thân khẩu ý của mình đó, nó dính vô thì cái đó phước nó mới mạnh. Chứ còn là một cái không thì hiếm lắm. Trừ khi là mình ngồi mình nghĩ, thí dụ mình không có dùng tay chân mà mình dùng cái não mình đọc Phật pháp, mà mình muốn cho nó mạnh thì mình phải một mình phải suy nghĩ tới suy nghĩ lui cho hiểu rõ toàn tận này kia, có thể ứng dụng vào pháp hành là được, thì may ra nó mới có đủ. Chứ còn bây giờ nếu mà mình nói vậy thôi chứ cả đời cả sớm mai làm chợ người quét rồi mỗi người tráng đứng xung quanh hàng rào chợ làm xong nó xả túi đi về nhà, vậy là có phước rồi. Dĩ nhiên là có phước, nhưng mà cái phước đó yếu lắm, mình nghĩ là làm phước vậy là đủ rồi, không có nên một Bụt Thầy giá. Dạ Nam mô Bụt Thầy giá. Dạ con kính tri ân ngài. Rồi cho con hỏi thêm một câu nữa, con sẽ trao mít lại đại tràng, nó cũng liên quan. Dạ. Cái này thì ngài cũng đã giảng dạy nhiều lần, nhưng mà con nghĩ sẵn hôm nay đạo tràng mình nói về bố thí và phước thưa ngài, thì con cũng mở mũi hỏi thêm để cho ngài giảng thêm, thì tại vì con cũng biết ngài đã giảng rồi. Thì con có nghe dạy là khi mà mình cái phước báo mà mình tùy hỷ với người đó thì mình cái hưởng được cái phước báo giống như cái người đang làm, mà con thấy nó cũng hơi vô lý, nhưng mà ngài cũng đã giảng rồi. Thôi để con giao mic lại cho ngài, ngài có thể giảng thêm, tại vì con thấy có những vị sư dạy như vậy nhưng mà con thấy nó cũng không hợp lý đó thưa ngài. Thôi ngài con trao mic lại cho ngài giảng dạy. Nam mô Bụt Thầy giá kinh bạch chư tôn hiền giả kính thưa chư quý vị. Quý vị không biết, quý vị dựa vào cái năng lực của cái tâm của mình đó. Mình làm một công việc từ sáng tới chiều mình tốn bao nhiêu cái công sức, bao nhiêu cái chao ná thì nó chao ná đi chơi vậy, nó có hàng ngàn 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 tỷ lộ trình tâm vậy.
trong khi mình xả thú nó có dài trong lộ trình tâm thì làm sao mình nói cái xả thú tới tỷ phước báo xả thú đó mà nó có năng lực nhiều được, thấy không? Nhưng mà cái đó là một phương pháp tạo phước trong những cái trường hợp mà mình không thể làm được, không thể giúp được. Ví dụ như ngày đó mình tới nhưng mình phải làm cái chuyện khác, giúp chùa chuyện khác mà này kia, làm ra tới chuyện ra đứng thấy vậy thì lúc đó mới xả thú, phải không? Mới tỷ phước báo người ta để có thêm được chút phước báo, chứ còn nếu không thì sao ấy được. Phải nhớ chuyện đó, làm gì nó không phải có cái lý trong đó chứ. Mình nói nếu mà mình tới chùa mà không làm vậy đó, mà ngồi xong mà chờ ai làm xong mình xả thú rồi. Mình phải làm từ khi mình bận rồi, làm này làm đâu mà không thấy giúp người đó. Mùa này gió mạnh, rá rụng nhiều, rác nhiều quá. Nhưng mà mình đang bận cái này mình không thể ấy được, tội nghiệp đi cái chữ quét mình. Quá quét xong nó phải cười cái mình xả thú cái phước quá thì được. Chứ còn cái này mình đứng không mình chờ cho ta làm xong mình xả thú. Nó rất nhiều cái chuyện mà mình nghĩ một cách thô tiễn không có được. Bởi vì cái gì nó phải tốn công tốn đồ đó. Tại sao người ta làm những cái việc mà nó nghĩa là phải dùng cả khẩu, cả thân, cả ý rồi này kia không? Thì thật sự là cái đó nó mới có nhiều cái động lực. Mỗi thứ nó con số lộ trình tâm khác nhau, nó nhiều động lực thì nó mới có khả năng, nó mới nhiều được. Chứ còn mình ông làm ra thì chờ ta làm xong cái giả thú, cái nghĩ là ôi phước nhiều rồi, đủ rồi hả? Không có nên. Nam mô Bụt Thầy á. Dạ, Nam mô Bụt Thầy á. Dạ, con kính tri ân ngài. Dạ, đúng là như vậy. Con cũng có một lần cũng có duyên lành làm với Nguyên Trang lên chùa. Thật lâu tượng Phật cũng khá lâu, nhưng mà mỗi lần mà giờ con mà lên chùa, con nhìn cái tượng Phật nó bóng sáng á, là cái tâm con nó hay nghĩ là con nhớ lại cái công của mình á, nó chùi nó mấy tiếng đồng hồ á, thưa ngài, thành ra nó trở ăn lại. Thì cái đó nó thật sự đúng là mình phải làm thì mình mới thấm được cái phước của mình, cái thiện nghiệp của mình làm. Dạ, thôi con trao mít lại cho đại tràng á. Dạ, con kính tri ân ngài. Dạ, sa thú lành thai, chúng con thành kính lãnh lễ tri ân ngài Liễu Tông đã trả lời câu hỏi của Sích Hà, và cảm ơn Sích Hà rất là nhiều đã cho nhiều câu hỏi. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy giá. Dạ, nãy giờ Nhục Quỳnh để cho Quỳnh đàng hoàng, để Nhục Quỳnh có câu hỏi nào trên đây không? Dạ, không có câu hỏi nào ở trên. Dạ, có câu hỏi nào ở trên mà đã qua rồi thì quý vị cho câu hỏi thì dạ, xin nhắc lại dùm Nhật Quỳnh nha. Dạ, bây giờ thì Nhật Quỳnh kính mời Quỳnh tu học Phật Pháp. Dạ, Quỳnh tu học Phật Pháp nãy giờ vào nghe nhiều rồi nha. Bây giờ Nhật Quỳnh kính mời Quỳnh xuất hiện. Quỳnh ơi, alo, Quỳnh tu học Phật Pháp có trước máy không? Còn trước máy không Quỳnh? Nếu Quỳnh tu học Phật Pháp còn trước máy cho Nhật Quỳnh xin một tín hiệu à. Để Nhật Quỳnh kiếm coi Quỳnh còn trong đạo tràng không. Mà thấy im ru vậy nè. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy giá. Dạ, Quỳnh tu học Phật còn trong đạo tràng không? Đi mất tiêu rồi hả Quỳnh Giang Nhật Hà? Và dạ, nãy giờ có quý vị cầm mic nên Nhật Quỳnh mừng quá, Nhật Quỳnh lặng thêm. Dạ, vậy là Quỳnh vô thấy có câu hỏi đông rồi, Quỳnh đi mất tiêu rồi. Thời giờ có Quỳnh Giang Nhật Hà thấy Quỳnh tu học Phật Pháp đi. Hỏi một hai câu đi Quỳnh. Alo, Quỳnh Giang Nhật Hà đang có trước máy. Dạ, Nhật Quỳnh kính mời Quỳnh nha. Kính mời Giang Nhật Hà cho một hai câu hỏi gì đi chứ. Vào đạo tràng cứ ngồi nghe hoài mất quyền lợi nha. Không có câu hỏi. Vì là học giỏi lắm hả? Không có gì thắc mắc hết hả? Dạ, vậy em Nam Mô Bụt Thầy giá.
Dạ, Như Quỳnh kính mời. Kính mời bằng tay và mời những câu chích chát ạ. Dạ, mời quý vị trong đạo tràng cho những câu hỏi cũng như cho những bàn tay ạ. À, mời Quỳnh Thính Pháp hả? Dạ, Quỳnh Thính Pháp ơi, có 1001 người mời Quỳnh nè, Quỳnh yêu cầu nè, Quỳnh Thính Pháp ơi. Quỳnh Thính Pháp còn trước máy không? Có trước máy không? Mời Quỳnh Thính Pháp ạ. Alo, Quỳnh Thính Pháp có trước máy không? Dạ, Quỳnh Thính Pháp không có trước máy rồi, không thấy trả lời. Dạ, mời Nhật Quỳnh kính mời bằng tay cũng như mời những câu hỏi của quý vị ạ. À. Dạ, à, không có bằng tay cũng không có câu hỏi. Dạ, con xin lỗi đại tài. Dạ, con xin lỗi đại tài, con hỏi một câu. Dạ, sau đó thì Nhật Tràng nha. Dạ, Nhật Quỳnh nghĩ là có Quỳnh Thính Pháp thì có Quỳnh hội tu học Phật Pháp thì sau những câu hỏi của chúng con thì có Quỳnh tu học Phật Pháp đổi đề tài, nhưng mà Quỳnh đợi rung rồi. Dạ, bây giờ thì con bạch ngài cho con xin hỏi một câu này về pháp và luật của Đức Thế Tôn. Nếu con là một người tu sĩ thì con làm cái điều này có được hay không và có tội hay không? Thí dụ như con gặp một cái vị sư đó, thường ngày thí dụ như thường mà lên chánh điện thì có nhiều chư tăng thì con vẫn lãnh lễ chư tăng bình thường, nhưng mà khi ra khỏi chánh điện rồi một ngày khác, giống như ngày hồi nãy ngài nói vậy đó, thì con gặp cái vị này thì mặc một cái áo thun ngắn tay, rồi vẫn y nội, tầm con rất là phân vân, con không biết mình có nên đảnh lễ sư hay không, hoặc là mình nên chào bằng cách nào để coi như là không phải lỗi đạo một vị không có tội một người cư sĩ đối với một vị sư. Con cung thỉnh ngài, ngài chỉ dạy cho con phải làm cách nào. Dạ, con phải làm cách nào đối với một vị sư mà bình thường không còn đắp y mà chỉ mặc cái áo thun ngắn tay rồi vẫn cái y nội, vậy con có nên gặp, con có nên đảnh lễ, con có nên chào bằng cách nào? Xin ngài chỉ dạy cho con ạ. Nam mô Bụt Thầy giá, con kính dân bích đến ngài. Nam mô Bụt Thầy giá, kính bạch Chư Tôn hiện giả, kính thưa chư quý vị. Thật sự ra nếu ông sư Văn Tướng không có đàng hoàng thì mình không cần lễ bái gì hết cả. Quen lắm là chấp tài sáng cái thôi rồi cho lịch sự thôi, còn nếu không làm cũng được. Bởi vì ông sư đó, đúng nguyên tắc đó, ông sư là không để hở cái gì trên người mình ra được đó. Thường thường nó ở nhiều khi chùa Việt Nam thì dễ một hai ông sư rồi nhiều khi sướng bẩn này bẩn nọ, là ông mặc đồ hắn đứng qua ông quét rác quét gì trong sòng đó thì ông mình có gặp cũng là đảnh lễ được, không đảnh lễ không sao. Nhưng mà nếu không có chuyện gì đó, thì ông sư ra khỏi phòng thì phải mặc đồ đàng hoàng chứ mình nói gì cũng có được. Chứ ra khỏi phòng mặc đồ cũng đàng hoàng cũng được nha. Ở đây thường thường ở Việt Nam, vì người Việt Nam mình nó có một cái là thường thường mình mặc cái áo thì nó áo tay dài rồi này kia đó, tại thời tiết lạnh này kia nó may thêm một đố rồi mặc áo tay dài đó, thành nên nhiều khi ông sư đi ra ít có mặc cái dài trái lắm, chỉ có cái đó, nhưng mà nó cũng kín cả người chứ nó không phải ấy được. Thường ở Thái, ở Miến Điện là họ không có mặc cái y trong là cái áo giống áo bà ba, không có, họ chỉ mặc cái ăn xạ thôi, tức là hở vai trái ra, thành ra người nó giống như phần trên nó không có đội đó, thành ra khi nào đi ra khỏi phòng là phải đem cái vai trái theo, đem nãy giờ. Bởi vì Phật tử mà ngay cả Phật tử Thái hay Miến Điện vậy, nó thấy ông sư mà mặc đồ đàng hoàng thì nó mới xin đảnh lễ. Tại vì nó nhiều khi ở trong chánh điện thì nó đảnh lễ liền, và ở ngoài thì nó xin đảnh lễ. Vậy coi ông sư cũng nói thí dụ bận khỏi thì chỉ xá thôi.
Còn ông sư mà ông mặc đồ đàng hoàng đi, không cần lễ gì đó, bởi vì ông lúc đó là ông mất tăng tướng. Nghĩa mà ông mới chứ phải đầy đủ tạm y như ông nói thế nào đó, thì mình mới nên lễ. Nhưng mà thường thường ở Việt Nam mình á, thì ông sư ngồi đàng hoàng lễ, còn không từ xá thôi. Thái bên điện có đâu, nó thấy ở đâu là nó làm tại chỗ đó. Nhiều khi nó mới nói chứ, mấy ông sư đi mà cái vùng nào mà có người Thái, người Lào, người Miên là mình đi ra đường mình ngại lắm. Dù mình đi ra đường như đó, đường đi đi cái là nó chặn đường, nó quỳ vô làm liền. Đúng ok vậy đó, rất là nghĩa là nhiều khi mình không biết sao, bởi vì cái nó trắng ra đó thì đảnh để giữa ngoài trời ngoài phố ngoài chợ vậy thì không có nên, nhưng mà tại vì cái phong tục của họ rồi. Quý vị thấy Thái hay Miên hay Lào hay Thái Lan đó, nó có quấn cái khăn dây dài trên vai là vậy đó, hãy nó gặp sư đâu là nó bật cái đó xuống đây, nó quỳ lên nó để cho đựng cái dây đầu, chứ không phải không có cái gì lạ đó, luôn luôn mà mang theo cái đó, ăn mà giống như cái y cái khăn tròn của mình vậy đó. Vẫn lên trên dài vậy đó, đi ta thấy ông sư là nó phủi cái rạc cái để xuống đây là nó quỳ trên cái đó để cho đừng giao đồ nó lại liền à đó. Thành ra mình đi người Việt Nam là ông chùa thoải mái, Phật tử ít khi gặp sư nó ngó thôi chứ không có làm vậy đó, mà gặp có Thái hay Lào hay Miên gặp biết liền là nó quỳ xuống làm việc. Thành ra đôi khi cũng thấy, thành ra gặp không cần lễ gì đó, nếu mà bình thường ở mặc đồ đàng hoàng nó đầy đủ tầng tướng thì mình lại cũng được, hay là mình chờ gấp tay xá thì cũng được, không sao. Nhưng mà nếu mà không có đầy đủ y áo đồ này kia sùm này thì không cần phải làm gì hết. Nam mô Bổn Thầy á. Dạ, sa thú hành thai con thành kính đảnh lễ tri ân ngài. Dạ, con rất là không hiểu mình phải xử lý như thế nào, mà hôm nay con nghe ngài nói thì con an tâm rồi. Dạ, thật sự mà con thấy vậy thì con muốn gấp tài lời để xá thôi, con cũng làm sao con biết không tả được con làm sao nữa. Mà hôm nay thì con này con chỉ tránh thôi. Dạ, con chỉ tránh này, con thấy từ xa là con lo con tránh chỗ khác rồi, tại vì con không biết xử lý như sao cho nó đúng. Dạ, con kính tri ân ngài rất là nhiều. Dạ, Nam Mô Bổn Thầy. Dạ, kính mời đạo tràng, mời những quan tài và mời những câu chết chát ạ. Dạ, thà sứ mời hà nha. Dạ, Nam Mô Bổn Thầy, Nam Mô Tham Mài, Nam Mô Sàng Thầy. Dạ, con kính đảnh lễ ngài Trí Đức, ngài Lý Tông, Chư Tông Đức Tăng, con kính lễ các cô tu nữ và đạo tràng. Dạ, thưa ngài, sẵn cô Nhật Huỳnh hỏi về cái vấn đề y với thưa ngài, thì con có cái thắc mắc. Nó cũng không có gì, nhưng mà thôi để con hỏi. Giống như y áo của một cái vị tỳ kheo thì cái y nó giống như nó biểu tượng giống như là cái sự kính trọng của cái vị tỳ kheo mặc cái y đó là đại diện cho Phật Pháp Tăng. Thì một cái vị tỳ kheo mà nếu mà đúng giới luật đó, ngài có phải giữ gìn cái y đó thật sự cho nó đúng để cái tôn trọng cái y đó, thì con không biết sao, con thấy rằng là nhiều khi con thấy y, con không dám nói tên, nhưng mà đang nói y giống như treo lủng lẳng khắp nơi, thì hoặc là máng những cái chỗ mà nó không thích hợp lắm, hơi bừa bộn, thì cái đó có phạm giới gì không thưa ngài? Tại vì con thấy hơi nó sự bất kính với một cái y mà, thì con cũng thắc mắc vậy thôi, nhưng mà không biết thì ngài có thể giảng cho con hiểu. Dạ, con kính trao mít này cho ngài. Nam mô Bổn Thầy và kính bạch chư tôn này, và kính thưa chư quý vị. Thật sự ra nhiều khi ông sư ông đang làm gì đó thì ông phải chặt cái dây trái của ông ra để ông có thể ông bán cây đồ gần đó, chứ ông đâu có thể đem vô cắt được, bởi vì lỡ có ai tới thì phải kéo cái lên quán nó mặc vô liền chứ đâu có ấy được. Thành ra lâu lâu mình thấy những sư nhiều khi cái y ông máy lên cây lên đội, hay là ông quăng lên ghế đó, là ông đang làm gì đó thì cái chuyện bình thường thôi, chứ đâu có ai đâu. Trừ khi ông không làm gì, ông đứng chống nạnh thì lúc đó là phải có y áo đàng hoàng. Thường thường đó là
Ông sư cũng chỉ có ba chiếc y thôi, y nội, y già trái về tăng già lê. Khi nào mà ra hạ rồi được một tháng là có thể xa lìa cái đó được, nghĩa là đi đâu thì chỉ cần cái nội y già trái thôi, tăng lê không cần mang theo cũng được. Nhưng mà nếu có chùa có lễ dân y thì cộng thêm được 4 tháng nữa, tổng cộng 5 tháng ấy. Ngoài đó thì sau 5 tháng cả cái chùa có lễ dân y là đi đâu cũng phải có đủ tam y hết á. Nghe là y gia trái thì nội vị tăng gì lệ à. Thường thành ra người ta đi theo riết, cái quý vị thấy nhiều ở chùa người ta máng cái tăng gì lệ trên vai của mình, cái người ta buộc rồi để ta làm gì cho nó đừng có rớt đừng cái này nọ chồm vậy, bởi vì bỏ lại trong phòng cũng có được, nghĩa là rời người không có được. Nếu mà qua cái hạn có lễ dân y mà qua thêm 4 tháng nữa đó thì đi đâu phải mang theo đầy đủ đó. Để cần thành thói quen người ta cái mặt lên người ta buộc lên, ta dùng nó mới giải, ta buộc cho dính chín chặt cho người lui cho chắc ăn đó. Chứ đâu phải dễ đâu. Chứ quý vị nên biết có ba chiếc y đó thường đó, họ phải xếp về để họ máng lên người cho nó dễ. Cái cây tăng về lê đó là giống như cái mền của ông sư thôi, vậy để đắp ngủ này kia ở trong rừng rồi này kia đắp ngủ thì chứ không ai mặc đó. Nhưng mà bây giờ là họ phải tạo cái kiểu vậy để chi, để cho ông sư đi đâu cũng có đủ tâm ý. Mà người dài sách đi nhiều khi nó mà nói dạo cái sư lạnh, cái tăng về lê nó 4 lớp quý vị biết nặng kìa. Thầy chạy luôn, phải mắng nguyên người bảo ông đi tới lui, cái đầu chết bồ lui chứ ở đó, đầu dương sướng gì đâu ấy. Nhưng mà lực con sư là bắt buộc đâu cũng phải mang theo đầy đủ vậy đó. Là trong 5 tháng sau ngày nhà ra đó có được cái quả báo của nhập hạ, quả báo của lễ dân y thì được 5 tháng vậy đó. Là đi đâu là không cần đủ tam y, còn ngoài ra là phải đủ hết. Nam mô Bổn Thầy á. Dạ, sa thú lành thai, con đã thấy chư thà sa thú tri ân ngài rồi. Dạ, cảm ơn chư thà. Dạ, một lần nữa nhà Quỳnh kính mời bàn tay và mời những câu chết chát á. Dạ, xin mời đầu trang. Ồ, sa thú, mời cô tu nữ tự duyên. Dạ, sa thú, cảm ơn nhà Quỳnh. Nam mô Bổn Thầy Giá. Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sa Tha Giá. Con thành kính đảnh lễ chư tôn đức tăng. Dạ, con kính lễ ngài Tông. Lâu quá không có vào rung. Tại vì mùa hạ. Đây nọ. Dạ, đây. Vào hạ rồi hạ lại máy lại virus, cho nên là gián đoạn vào rung cũng hơi lâu. Nhưng mà hồi nãy giờ con ở trước máy mà nghe những câu hỏi quan mấy ông sư thì con cũng rất là hoan hỷ. Nhưng mà hôm nay thì nó liên quan đến ông sư đó, thì con cũng có một cái câu hỏi mà đang thắc mắc mà không biết có nên hỏi hay không. Nhưng mà cuối cùng thì con quyết định hỏi để chi, để hiểu, để học, để hành. Là vì á, con thấy cái vị này á, cũng là một vị giảng sư. Nhưng mà tại sao á, mà một vị giảng sư mà khi mà người cư sĩ đến làm bếp, thì cái này là con hỏi thực tế, nhưng mà chỉ có ông sư chứ con không có nói tên. Mà tại sao mà cứ xuống bếp rồi nói chuyện tào lao, rồi hả nói, rồi không phải nói bằng miệng mà nói bằng tay, vừa nói miệng mà vừa nói bằng tay, vừa quýnh, rồi con nhìn vô á, con nghĩ là nếu mà ở cận trú mà
công nghiệp thì làm sao mà mình tránh khỏi được. Con chắc chắn là mình phải cộng nghiệp, nhưng mà con cũng hết sức né tránh. Như vậy thì sao cộng trốn mà mình bắt cộng nghiệp, mình có phải như vậy mình phải né tránh hay sao vậy nè? Vì con thấy cái không hiểu như thế nào, con hiểu như thế nào. Cái điện này là cũng là một dẫn thương, chứ không phải là bình thường. Nhưng mà tại sao khi mà người ta làm biết những người Phật tử mà những tu nữ xuống thì nói chuyện người tán linh là khác. Bây giờ này chỉ dạy cho con như vậy là chỉ thôi, chứ con đâu phải là không phải làm gì cả. Nhưng mà này chỉ cho con à, cái vụ này con mệt, rất là mệt. Dạ con kính nhân mới tính ngày. Nam mô Bố Thầy Gia Kinh Bạch Chư Tôn Hàng Gia Kinh Thưa Chư Quý Vị. Thật sự là trong luật của ông sư là cấm một số chuyện, ông sư không có lây lại với Phật tử rồi này kia. Nó không phải dễ, nhưng mà nói luật Đức Phật đặt ra là một chuyện, còn họ có học rồi theo, họ hành theo không là chuyện khác. Thật sự những cái khu vực mà của người cận sinh năng phụ nữ khi mà vô chùa họ làm đó, thì ông sư không nên lui tới, trừ phi ông sư đó có nhiệm vụ ở trong cái chỗ đó thì ông tới được. Còn ngoài ra đa số các chư tăng không tới những cái chỗ không phải vậy đâu. Nó rất là bất tiện, bởi vì nó không phải nói với Việt Nam mình thì không có giữ kỹ chứ. Quý vị nên nhớ tại sao, thí dụ như vậy nào, có Trần Đệ Thái biết á, mình thấy tại sao nó cấm sư đi vô mấy cái chỗ đông người như shopping center, đi vô chỗ này là tại sao nó cấm. Bởi vì quý vị không biết chứ, ông sư mà vô một cái đó, chúng tôi hồi xưa có đi mấy lần, không phải là tự mình đi, tại trong cái tiệm ta mới mở nó mời, nó mời ông sư vô để tụng kinh làm cái ngày khai trương đó mà. Mà quý vị biết 11 giờ, 10 rưỡi vô đó tụng kinh, rồi 11 giờ ăn cơm, 10 giờ tới đó, quý vị biết giờ đó nó đông rồi. Nó thấy ông sư là nó dồn cục. né, nó dồn cục qua bên đó, chờ cái khoảng cách cho ông sư đi đó. Đó lý do thấy cái đó mới biết tại sao tôi phải cấm ông sư đi vô mấy cái chỗ đó chứ không đâu. Đó. Nhưng mà tại vì mình có cái phần sự có... mình phải đi vô đó, tại người ta mời vô vậy đó. Đi vô mà vô trong lúc đó, bởi vì trong đó thường không có sư, mà không có dạy dốc dáng sư đâu. Ông sư đi đâu dùng cục đó, dùng cục tới ra né bên ngay cả trong phi trường vậy đó. Chúng tôi đi mỗi lần đi tới phi trường Thái, phi trường điện đầu thấy mồi, nghĩa là mình nó thấy mình cái là nó dạng, nó dẹp với hai bên, nó dùng cục đó, nó đứng chờ cho mình đi qua, xong rồi nó mới dám dứt. Thành ra đó là những cái chỗ chứ ông sư vô không có được. Thành ra dầu ông sư đó là cái gì đi nữa, mà nếu ông không giữ lực thì mình cũng chịu chết thôi, chứ không phải chỗ nào mà ông sư cũng vô đâu. Có những cái chỗ là ông sư không được quyền lễ hoánh, dầu rằng nó không phải là cái gì đó, nhưng mà nó bất tiện cho cư sĩ, là nếu người ta muốn làm cái gì đó nó rất là bất tiện. Thành ra ông sư nó thật sự ra luật lệ thì nhiều, ở nhiều chỗ nó cũng khổ lắm chứ không phải là dễ đâu quý vị. Ở đây sư mấy sư nào đi Thái đi đầu thường bây giờ thì nó bớt lại cho hồi xưa đó. Mình tới đó đó, chúng tôi cũng bị một lần nữa, chúng tôi biết tôi đi Miếng Điện mà đi tới đó phi cơ nó bị cái gì, nó vô nó đêm đó nó cho mình ra khách sạn để ngủ. Nó vừa đưa vô khách sạn là cảnh sát tới liền. Thấy có mình bạch ông sư, cảnh sát tới liền tới hỏi giấy. Chứ nói tôi không biết, tôi đi chiếm phi cơ vậy đó, nó bị vậy đó. Cái nó ra nó hỏi, mà hỏi thì ngoài đó trả lời vậy, cái nó tìm cái nhân viên của hãng là quý vị biết nó làm gì không, nói ngày mai mấy giờ mấy người này phải ra thị trường trả lời hỏi đàng hoàng. Hỏi ra nói tới khoảng 11 giờ trưa mai, đằng mày thì mới có, thành chắc bây giờ mới đi.
nó mời chúng tôi xuống lên xe, nó chở tới cái chùa gần đó liền. Nó vô nó bạch ngài, cho xin gửi cái vị tỳ kheo này, tại vì thấy cái vị đi mà phi cơ nó có chuyện đó, nó vẫn không cho cái sàn ngủ rồi chúng tôi không có dám đẻ mới đó. Ông cả vừa kêu dọn phòng khách thằng dẫn lại vô đó thì chơi cho sáng hay sao cái này nữa, còn dẫn mình nữa, nó nói sáng nha, kêu taxi đi tới đi hãng nó trả tiền chứ mình không phải lo vậy đó, chứ đâu phải dễ đâu quý vị. Bây giờ thì nghe nói là nếu mà ấy thì nó không có khách sạn cho mình, thì nó có khách sạn thì nó cũng dành phòng riêng, là nó thông báo đàng hoàng, chứ hồi xưa thì nó không cho. Hồi xưa vô khách sạn là có chuyện với nó. Nó chở ra ngoài, nó kiếm chùa cho nở liền à, chứ không ấy. Thành ra có những cái chỗ mà ông sư ở đi tới đi lui không có tiện, dầu là ông trong chùa mình cũng vậy, có những khu vực vậy đó. Thành ra quý vị nào lỡ vô đơn làm gì cho chùa mà thấy mấy sư lên giảng nên né thì trải cho ông ở mình, ông chịu không nổi còn bỏ đi rồi mình ra làm tiếp, chứ đừng có bây giờ làm gì đó ha. Để cho ông về ông sẽ suy nghĩ là ông làm đó không có đúng luật của ông sư, để ông sẽ thay đổi cái hành động của ông. Nam mô Bích Thai giá. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy, Nam Mô Thầm Mày, Nam Mô Sàng Thầy, và con kính đến lễ Ngài Trí Đức, Ngài Lữ Tông, Chư Tôn Đức Tăng, con kính chào các cô tu nữ và đạo tràng. Dạ, ngày có giảng cái đó đó, thưa ngài cho con hỏi, thì theo đúng cái luật, thì đó là những cái luật lệ của quốc giáo, tùy theo cái xứ sở, thì họ muốn cái vị sư đó phải ở trong chùa. Thì cái đó là cái chỉ là cái quốc giáo thôi. Còn nếu như mà một cái vị sư mà tới một cái ngôi chùa đó thôi này, rồi cái một cái vị trụ trì đó không biết cách không hài lòng hoặc là cái gì đó không có cho cái vị đó ở chùa, mà Phật tử phải thỉnh cái vị đó về nhà của Phật tử để trú ngụ trong vài ngày vậy, thì cái trong luật giới luật của tỳ kheo thì có phải có cái sự còn nói ra là giống như huynh đệ mà tu hành đó, thì có nên hay không nên làm. Tại con thấy vị sư ở chùa thì nó cũng một cái con nghĩ nó là tiện nhất, nhưng mà không biết do cái lý do gì thì cái vị này không cho ở thì Phật tử phải đi kiếm chỗ. Thì cái đó thì nếu mà đúng theo cái giới luật của tỳ kheo với nhau thế thì ngài thì làm sao ạ? Dạ, con kính trân mất đầu cho ngài giảng giải. Nam mô Bồ Tát Gia Kinh Bạch Chư Tôn ngài giả kính thưa chư quý vị. Thật sự ra đó, ông sư mà đi lỡ đường vô chùa là chùa, dầu rằng là họ không có cái chùa lớn thì họ có cái khu vực giảng lai dành cho chư tăng. Khu vực cho chư tăng giảng lai đó là họ cho mình ngủ lần qua. Còn trong trường hợp mà họ không có đó thì họ cũng chỉ cho mình chỗ ngủ ngoài phòng khách hay chánh điện gì tùy theo ha. Chứ không có quyền không quyền từ chối, không cho ông sư lỡ đường. Nghĩa là họ không có quyền. Nhưng mà thời bây giờ thì họ thấy mình không quen, họ không ngại, không biết mình tu thiệt đúng giả. Rồi đó, họ kêu ấy đi. Thành ra chúng tôi nghĩ có lẽ có một số trở ngại đó, là sau này đó chúng tôi nghe nói thôi, chúng tôi chưa có thấy là nếu ông sư mà đi lỡ đường qua đêm đó, ví dụ như trường hợp lỡ phi cơ vậy đó, thì nó vẫn cho ở trong khách sạn trong đêm đó, chứ nó không có đuổi đi giống ngày xưa. Hồi xưa thì không được đó. Hồi xưa là phải ghé chùa hết đó. Nhưng mà sau này thì nó để vậy. Thành ra đó, bây giờ thời buổi nó thay đổi vậy. Luật dầu đồng ý luật nó không có thay đổi, nhưng xã hội nó thay đổi thì mình phải theo luật. Nhưng mà ông sư mà nếu mà cẩn thận đó, thì ra ngoài công viên ngồi trên cái ghế đó mà ngủ cho nó chán. Chứ còn mình ở trong những cái chỗ mà tương đối mà nó nhìn không đẹp,
Để ông nào giờ mà đi ngang đưa cái máy cho mình đó, nó chọc sao vài bữa tháng sau nó đưa lên Facebook rồi này kia mệt lắm ha. Bởi vì ông sư mà nó mới nói chứ về nào ông cũng còn cái điều kiện của ông chứ mà nói về không có được. Nhưng mà nó tùy theo một số cái điều kiện mà cho người ta có thể thay đổi những cái chuyện đó, thành ra không có nói theo luật lệ được. Chúng tôi thì thường hồi xưa những kinh nghiệm nào theo luật lệ chúng tôi kể quý vị nghe thôi, chứ còn bây giờ chưa chắc. Bây giờ hạ như Việt Nam đó, ví dụ quý vị lỡ gì quý vị vô khách sạn này nó ấy, nó bắt mình trả tiền đầy đủ thôi chứ nó không khe. Còn mấy cái xứ mà Phật giáo thứ thiệt đó là nó vẫn khe như thường. Nó giúp nó mâu cái thầy giá. Dạ, xà thủ con thành kính cảnh lễ tri ân Ngài và cảm ơn câu hỏi của Sích Hà. Dạ, Nam Mô Bụt Thà giá. Dạ, Nhật Quỳnh kính mời đạo tràng. Dạ, không còn bao lâu nữa là mình hết thời gian sinh hoạt rồi quý vị. Quý vị có thể đưa những bàn tay xinh đẹp của mình lên, cũng như có thể chất chát lên cho Nhật Quỳnh đọc ạ. À. Dạ, Nam Mô Bụt Thà giá. Dạ, con không thấy câu hỏi cũng như không thấy bàn tay. Dạ, con xin tiếp câu hỏi của Hà. Dạ, bạch Ngài, Ngài nói ở những xứ quốc giáo như hồi nãy trường hợp của Ngài trình bày thì thật là xa thú, rất là hoan hỷ. Nhưng mà con thấy ở Việt Nam hiện trạng nó khác bạch Ngài. Dạ, con thấy ví dụ đi. Ví dụ như quý sư từ ở Biên Hòa mà đi xuống dưới Sài Gòn để có những cái đám gì đó đại khái vậy, là con thấy phải đi mướn khách sạn ngủ hả bạch Ngài? Chứ còn ở chùa cũng, tại vì chùa rất là nhỏ, cũng không có chỗ để khách căn ở. Rồi đi khách sạn thì nó cũng đâu có khe, miễn là có tiền trả là được rồi. Và thành ra nói mà ở Việt Nam mà giống như hộ độ chư tăng thì con thấy chư tăng khó mà giữ giới đúng luật theo như Đức Phật dạy. Thì câu hỏi của con thì gặp những cái trường hợp mà mình ở những cái quốc giáo như vậy thì mình phải đi đâu thì mình cũng phải mướn khách sạn ở hay thế này thế khác á. Thì như vậy cái giới mình có trong sạch không, hay là nếu như vậy thì cái giới mình không trong sạch? Và con cũng thỉnh Ngài chỉ dạy cho con, nếu mà gọi là cái giới mình không trong sạch thì quý sư làm sao mà có thể giữ giới trong sạch được bạch Ngài. Và con kính nhân bích đến Ngài. Nam Mô Bụt Thà giá. Nam Mô Bụt Thà giá. Kính bạch Thầy Tôn Hiện Giả, kính thưa chư quý vị, thật sự ra đó những cái giới đó giới nhỏ thôi. Cộng sư gác sám hối cũng hết, giới nhỏ thôi, nó thuộc loại sẽ khi giao quát thôi, chứ nó không có nặng nề dữ lắm. Với cái thứ hai nữa là Việt Nam này nó không phải là quốc giáo, thành ra họ không có để mấy chuyện đó. Mấy cái xứ chỉ còn có một vài xứ giờ nó được gọi quốc giáo, Thái Miến Điện ngoài kia nó mới gọi quốc giáo thôi. Nhưng mà Miến Điện thì nó cũng không khe chuyện đó cho lắm, nếu mà mình có vô khách sạn nó cũng nhận, chứ nó không có khó khăn. Thái Lan này nó khó khăn hơn, tại vì nó cái đó là nó hồi xưa đó là có một cái giống như một cái luật mà mình nói luật thì không đúng, giống ấy còn có ông vua ông viết ra, ông nói là phải đối xử với chư tăng đàng hoàng chứ không thể được. Thành ra nó có cái điều kiện đó, đã nó tại vì ông vua đó đó ông là Phật tử mà ông rất là thương với ông sư, để ông sư ở Thái nó có nhiều cái điều kiện hơn là ông sư mấy xứ khác. Đồng ý ở Miến Điện thì nó cũng dễ, nhưng mà có đôi khi nó không có làm đúng mức,
Còn Việt Nam thì không miễn bàn, tại vì Phật giáo mà không phải là Phật giáo Quốc giáo mà. Thế còn mấy cái chùa mà mấy cái chùa ở Thái Lan, ở trong Bangkok, mấy cái chùa lớn đó đều có khu vực gọi là khu vực giảng đài cho chư tăng. Nghĩa là cái đó là cái nó có một cái giống như một cái dãy nhà mà có 4-5 phòng vậy đó. Có nhà tắm, nhà cầu đàng hoàng trong đó, để ông sư mà lỡ đường vô là nó chỉ qua đó, vô trình cả ông cả chỉ qua đó ở liền chứ. Thành ra ông sư không có phải khổ sở nữa, khuya không biết dẫu mướn khách sạn cũng được, này không được, cái vô chùa là chỗ nào nó cũng không có cái chỗ ở đó đó. Chứ còn thành nó đỡ được cái đó. Còn mấy cái xứ khác là ví dụ như nó phải nói chứ, ở Việt Nam hay ở Miên cũng vậy, ở Miên nó tôn trọng khi nào mình ở trong Nam Giang thôi, chứ còn mình ở ngoài nó cũng coi mình giống như phó thiền dân vậy thôi, chứ đâu có gì đâu ha. Có những cái xứ nó có những cái phước riêng, nó giúp cho ông sư được nghe được kính trọng vậy đó, chứ còn không phải chỗ nào cũng có, là nó có gì định ngạc nhiên vậy đó. Bây giờ thì cũng còn một hai nước thôi. Và quý vị nên nhớ là 3.000 năm Phật giáo rồi, Phật giáo bắt đầu suy rồi, rồi quý vị đừng có thắc mắc gì cả. Quý vị nếu mà trong hợp quý vị thấy có thể giúp được thì giúp cho mấy ông sư cũng đỡ cái chút. Có nhiều ông sư thì ông muốn cái giới hạnh ông nó trang nghiêm chút á, ông ra công viên ông lên rồi ông ghé gốc cây hay là cái ghế đá rồi ông nằm ngồi đó, ngồi chờ để sáng ông đi thôi, thấy tu tội nghiệp ông. Còn mình có muốn hơn sao cũng không được. Ở Việt Nam nó thật sự là chơi ngay trẻ chính quyền nó có con sư có cái lô nào đâu quý vị. Thành ra đó cũng giống cái phước của mình nó yếu quá ở cái xứ vậy đó. Thành ra ông sư cũng phải chịu thôi. Nam mô Bụt Thầy giá. Dạ, sa thủ con thành kính nắm lễ tri ân ngài đã giảng giải câu hỏi cho con, làm cho con rất là nhẹ lòng. Dạ, rất là nhẹ lòng. Con rất là tri ân ngài. Và con cũng đã từng đi qua Thái, qua Miến Điện, thì thực trạng giống như ngài nói. Con cũng rất là nhớ ơn. Con không có nhớ cái tên chùa, nhưng mà con đi qua Thái mấy lần thì con đều được ghé vô cái chùa chỗ cái vị sư cả đó, người Thái. Vị đó có về Việt Nam, nên mà khi mà quý sư ở Việt Nam qua thì cứ tới chùa là có chỗ ở. Dạ, quý sư cũng có chỗ ở, mà Phật tử của đoàn đi cũng có chỗ ở, nên phải nói là rất là hoan hỷ được đi qua Thái rồi được ở cái chùa như vậy. Nên con nghe cái câu giải thích của ngài, con rất là hoan hỷ. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy. Dạ, đồng hồ của Nhật Quỳnh còn có mấy phút nữa thôi quý vị. Quý vị nào có thể nhanh tay đưa bàn tay lên, hoặc là có câu hỏi đưa lên không, để là nhà tới giờ đóng chung là không có buồn, không có khóc mà nghe. Dạ, nói ô hồi nãy tôi chưa được hỏi nghe. Dạ, kính mời đạo tràng, mời những bàn tay và mời những câu chết chát sau cùng ạ. Dạ, không có câu hỏi nào, cũng không có bạn trai. Dạ, con xin hỏi một câu, chắc có lẽ là câu cuối cùng rồi. Dạ, bạch ngài, thí dụ mình bố thí giống như hồi nãy, trước đây những quý đạo hữu đã chia sẻ, thì mình nên bố thí cách nào? Tại vì con thấy có hai cái cách bố thí. Có những vị xung quanh con có một cách bố thí là cứ... nói bố thí thôi nha. Dạ, không, chưa có nói tới cúng dường. Dạ, nói bố thí thôi. Thí dụ như con đi, bản thân con đi, có một người bạn thì người ta
cái gì mà ăn không hết, rồi cái gì mà gọi là thí dụ mua đồ ở Mỹ thì ngài cũng biết rồi, mua thì phải mua nhiều thì ăn đâu có hết, có khi thì còn mới thì họ chia sẻ cho mình ăn, mà có khi họ để đã đời rồi sắp dục đi thì họ mới cho mình ăn. Thì cái câu hỏi của con, nếu là con muốn mua cho một người bạn nào một món đồ ăn bình thường thì con nên cho lúc nào? Một là khi con vừa làm ra hoặc con mới mua về, con cảm nhận ở cái món đồ này nhiều thì con cho liền. Hai là con để như vậy, con để nó sắp hết hạn hoặc con ăn cứ không nghĩ là không còn ăn hết, nó sắp dục đi, thay vì mình đem dục hương rác đó, thì mình đem cho người bạn mình. Dạ con kính ngài chỉ dạy cho con làm cách nào để cho nó được tốt đẹp trong lời dạy của Đức Thế Tôn. Dạ con kính nhân bích đến ngài. Nam mô Bích Thà Giá. Nam mô Bích Thà Giá. Kính bạch Thế Tôn. Dạ kính thưa chị quý vị, thật sự ra mình bố thí là phải bố thí vật mới, nghĩa là vẫn còn xài được, vẫn còn đầy đủ cho mình, không có, cho nên là theo cái kiểu mà đa số làm bây giờ đó, mình mua đồ mới cái mình, ví dụ là mình mới mua cái bộ salon mới, cái mình đem bộ salon cũ mình đem đi cho chùa, cái đó thì không có nên. Ví dụ là nhớ chuyện đó, bố thí nó có rất nhiều chuyện để nói cho hay không, ví dụ như bố thí vật dụng hay bố thí pháp, hoặc là bố thí bậc thấp, bố thí bậc trung, bố thí bậc thượng, nó rất, có rất nhiều chuyện. Nhưng mà nên nhớ đó, tất cả các vật bố thí đó là phải do tự mình mang tới, tự mình bố thí. Cực chẳng đã lắm mình mới xài người khác làm cái việc đó cho mình mà thôi. Tại vì khi mình làm, trước khi làm, trong khi làm, sau khi làm, mà tự mình tự tay mình làm thì nó mới mới có khả năng nó đầy đủ các chi của nó. Thành ra khi mà mình bố thí vậy đó, mình phải lựa những cái điều gì cần. Ví dụ mình có món đó nhưng mà phải biết cái người nào cần cái đó, mà còn mới thì mình mới đem mình cho đó. Còn nếu mà không đó, thì nếu mà lỡ cần phải dục thì dục, chứ còn mình không có nên vậy ha. Thành ra mình bố thí đó, thì mình sẽ thứ nhất, thường thường chúng tôi được học cái bố thí của bậc chân nhân đó, thì thứ nhất là bố thí bằng đức tin, phải có đức tin đàng hoàng, bố thí với sự cung kính. Cái thứ ba là bố thí hợp thời, nhờ cái thứ tư là bố thí bằng sự dứt bỏ trong cái tâm của mình đó, không bao giờ mà hối tiếc cái vật mình cho, mà bố thí không gây tác hại đến mình và đến người. Thì thường cái đó là bố thí của bậc chân nhân, thì khi chúng ta làm, chúng ta nên làm cái điều đó thì cái phước nó mới nhiều. Chứ còn nếu không thì ấy, thí dụ như mình đó, mình bố thí theo cái kiểu mà nô lệ đó, tức là mình cho người ta cái đồ xấu, đồ cũ, còn mình thì mình xài đồ mới. Thì sau này đó, quý vị thấy cái quả của nó là có những người sanh ra cả đời không bao giờ dám xài đồ mới, đồ cũ đâu. Nó có chiều chuyện rất nói, thành ra cái vụ mà bố thí này nó chiều chuyện nói lắm. Bữa nay thì tóm tắt cái thôi, tại vì cũng hết giờ, thành ra quý vị thông cảm. Nam mô Bụt Thà Giá Kinh và Chư Tổ Hiền Giả Kinh Thưa Chư Cư Sinh Năng Thì Vẫn Ngôn Đạo Tràng. Tất cả phước báo nào phát sinh do pháp thoại trong ngày hôm nay xin hãy là mối duyên lành để tất cả chư tôn hiền giả cùng cần sinh năng Phật sẽ trong đạo tràng có cơ hội để chấm dứt các ác pháp ngũ ngầm đầy tâm ngay trong kiếp sống này. Nam mô Bụt Thà Giá, nam mô Thầm Mà Giá, nam mô Sẵn Khà Giá, nam mô Đức Tăng Nát Tề Giá Xà. Dạ sa thú thành thai. Con Nhật Huỳnh xin thay mặt đại chúng trong room, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân ngài Liễu Tâm đã từ bi giảng dạy những câu hỏi trong đạo tràng để chúng con học được pháp của Đức Thế Tôn, để chúng con được an vui ngay hiện tại và được sự an vui lâu dài. Một lần nữa chúng con thành kính đảnh lễ tri ân ngài, và phước nào chúng con đã tạo được trong buổi học ngày hôm nay, chúng con thành kính dâng đến quý ngài, nhất là ngài Liễu Tâm. Mong rằng phước này trợ viên quý ngài an vui trong đời sống phạm hạnh, thân tâm luôn an lạc, thành tựu đạo quả y như ý nguyện. Nam mô Bụt Thà Giá. Dạ con không biết đại đức đã
trở lại đạo tràng chưa, bạch sư? Nếu sư trở lại đạo tràng, sư cho con xin một tín hiệu ạ. Dạ, con kính tri ân sư. Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh sám hối sau khi thính pháp ạ. Bụt tam ang ge na văn đề hằng ba đa phạn sum và ruột tam ang bụt thầy giờ ca li tâu đổ sơ bụt thâu tham mặt tụ tăng mà măng còn đem hết lòng mình kính quý đàm lễ vi trần dĩ chân đức Phật là đấng chi tôn chi thanh ca tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo cuối xin Phật bảo sắp tội lỗi ấy cho con. Ua tam ăn ghê na quạn đê hăng thầm manh chết đức quý thần và răng thầm mê vô khá đi tô đổ sâu thầm mơ thầm mặt tụ